chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện linh cảnh hành giả của tác giả mại báo tiểu lan quân bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube 4 truyện đêm phi audio trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn Tú Nhi, Tú Nhi, Trương Nguyên Thanh đi ở con đường phía tây trấn nhỏ, mở cổ họng hô lớn, Tú Nhi của anh, em ở đâu? Mấy người bọn quan nhã nữ vương yên lặng đi theo phía sau Trương Nguyên Thanh. Nữ vương vừa quan sát xung quanh, vừa nhỏ giọng hỏi người đẹp con lai bên cạnh, hắn vẫn luôn mạnh giao tiếp như vậy sao? Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn trong truyền thuyết, cô vẫn luôn duy trì sự tò mò mãnh liệt. Ở chung ngắn ngủi, phát hiện kẻ danh tiếng lan San này, cũng không có ngạo khí và lạnh lùng, cũng không có khiêm tốn cùng nóng nảy của con cưng ông trời. Nói nhiều, không cứng ngắc, bất cứ chuyện gì cũng có thể tán gẫu, với ai cũng có thể chém gió. Mà nàng cũng không phản cảm tính cách như vậy. Quan nhã a một tiếng, cậu ta vừa gia nhập ngũ hành minh, không đến một tuần, đã rất thân quen với các đồng nghiệp, phó thanh dương cô biết chứ. Đương nhiên biết, đó là con cưng ông trời thật sự. Nữ vương sờ sờ vòng bạc ở vành tai, cười nói. Nghe nói rất tuấn tú, nhưng rất cao ngạo lạnh lùng, khó có thể ở chung nữ đồng nghiệp tôn sùng hắn không nhiều bằng linh quân kia của thái nhất môn nhưng đều rất trung thành nữ vương nghiêng đầu nhìn nữ đồng nghiệp dung mạo xinh đẹp cởi mở nói ngay cả linh quân kia cũng rất chán ghét hắn gặp nguyên thủy ở bên người phó thanh dương liền nhiều lời hời nữ vương chấn động cảm khái đây là cái gọi là thiên tài tiếc nhau sao không phó thanh dương chỉ là chán ghét nghe nguyên thủy nịnh bợ lúc này hỏa đức tinh quân bực bội nói từ quả phụ thật sự ở phụ cận sao có thể là bà Vương đang gạt chúng ta hay không? Bọn họ đã tìm nửa giờ, Trương Nguyên Thanh gọi sắp vỡ cổ rồi, nhưng bóng dáng từ quả phụ trong truyền thuyết cũng chưa xuất hiện. Tìm không thấy, liền ý nghĩa nhiệm vụ khó có thể tiến hành tiếp. Lúc này, mặt trời chó trang, nung nóng cổ trấn, đi nửa giờ, mọi người toát đầy mồ hôi, không thể không ở trong một cái ngõ nhỏ tránh nắng tạm nghỉ ngơi hồi phục. Lý Thuần Phong dựa lưng vào tường trắng cố kỹ, lấy tay quạt gió, nói chúng ta có phải bỏ sót tin tức gì hay không? bỏ sót tin tức, Trương Nguyên Thanh cúi đầu suy tư, ở trong đầu lướt qua chi tiết một lần, chưa phát hiện có cái gì bỏ sót. Nhưng, không cảm giác ra, không có nghĩa là không có, nếu mình dẫn phát bệnh cũ, hẳn là có thể nhớ lại toàn bộ chi tiết, nhưng không có lãi nha. Nữ vương dựa sát Trương Nguyên Thanh, trầm ngâm vài giây, nói không, chúng ta không bỏ sót manh mối quan trọng, tin tức từ quả phụ, chỉ từng xuất hiện hai lần, một lần là bà vương nói tới địa chỉ của cô ấy, một lần khác là con bù nhìn kia, nhưng cái này không có quan hệ với khốn cảnh chúng ta trước mắt gặp phải thanh niên mặt tròn cật ngẫu nhíu mày nói thời tiết có chút nóng làm người ta tâm phiền ý loạn tôi khát nước mọi người thì sao tôi cũng khát nước trương nguyên thanh nhất thời nhìn về phía nữ vương cười nói nữ vương bệ hạ ban thưởng chút nước đi nước gì chứ lời này của cậu nghe là lạ nữ vương nói thầm nhưng nếu chị là quan nhã câu này của tôi liền nhìn chằm chằm bộ ngực của chị mà nói trương nguyên thanh thầm nhủ chương 361, sắc đẹp một lái xe với quan nhã là phục vụ sở thích, lão ti cơ thích kiểu này. Nhưng lái xe với cô nương khác thì tỏ ra hắn đáng khinh. Vị nữ vương này chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn là mỹ nữ ngựa tỷ, hoa tai lớn trang điểm khói, dưới áo đơn bó cùng quần sóc, là dáng người trưởng thành núi non trùng điệp. Nhưng khác với quan nhã thích lái xe, cô ở phương diện này tương đối ngốc. Thủy yêu có thể điều khiển nước không giả, nhưng không thể tự dưng biến ra nước thấy các đồng đội nóng nực khó chịu, cô nghĩ một chút, nói tôi đi bờ sông vận chuyển một ít nước tới đây cho mọi người, nước bẩn nữa, trải qua thủy yêu chúng tôi chiết xuất, cũng có thể trực tiếp dùng để uống. Quan nhã nhắc nhở, đừng cách quá xa, nữ vương đầu cũng không ngoảnh lại, bớt lo đi, trước khi đi xong phụ tuyến, không gặp được trận doanh tả ác. Lý Hiền Tông nhìn theo bóng lưng thướt tha của cô đi xa, thu hồi ánh mắt, nói. Tôi cho rằng, muốn tìm được từ Tú Nhi, cần phương thức đặc biệt mới có thể kích hoạt nhưng trước mắt cho quá ít tin tức rất khó cân nhắc ra phương pháp kích hoạt quan nhã nhắc nhở không ngại từ bối cảnh nhân vật xuất phát bối cảnh nhân vật xuất phát lý thuần phong trầm ngâm nói cô ta là quả phụ nghi ngờ nguyền rủa con trai bà vương rất có thể là vu cổ sư con trai bà vương từng có thương tổn đối với cô ta quá nửa ban đêm xông vào nhà quả phụ nhưng nơi này có cái bác logic đã là vu cổ sư lại nào sẽ bị một gã đàn ông bình thường thương tổn chứ đương nhiên chúng ta không thể xác định con trai bà Vương rốt cuộc có phải người đặc thù hay không, hơn nữa cái này không có quan hệ quá lớn với khốn cảnh trước mắt. Anh đang nói cái gì thế, phân tích cả đống lớn, cảm giác cũng không có trọng điểm, các người loại học giả này chỉ thích miên man suy nghĩ. Hỏa Đức Tinh Quân bất mãn nói, chuyện này rất đơn giản nha, con bà Vương từng ngủ cô ta, cô ta nguyền rủa con bà Vương, cho nên cô ta chán ghét đàn ông. Chán ghét đàn ông, cho nên tránh chúng ta có đạo lý. Cật ngỗ dáng người hơi béo liên tục gật đầu, có đạo lý cái giám Lily nguyên thượng thảo thản nhiên nói chẳng lẽ linh cảnh hành giả trước kia chưa từng đi kịch tình này trong bọn họ không có đàn ông cái này cật ngỗ mặt tròn không đáp được quan nhã trầm ngâm nói không hỏa đức tinh quân suy đoán là có đạo lý tôi có một phỏng đoán nếu nếu một cửa ải này là cần một nữ hành giả đi kích hoạt thì sao lời của cô khiến mọi người ở đây biến sắc không cần lo lắng chỉ là phỏng đoán mà thôi trương nguyên thanh lên tiếng ổn định lòng quân hắn cho rằng quan nhã suy luận không quá đúng, mà quân từng nói, phải chống lại sắc đẹp dụ hoặc cùng xúc động giết chóc, thứ sau đã thực nghiệm thành công. Mà quân nói không phải giả, dựa theo ý nghĩ bình thường, đối mặt một quả phụ, cần chống lại sắc đẹp chẳng lẽ không phải nam nhân sao? Sao có thể là dựa vào nữ hành giả đi kích hoạt quả phụ một cửa ải này? Cho nên Trương Nguyên Thanh cũng không hoảng, phỏng đoán của quan nhã 89 phần 10 là sai. Nhưng, đây quả thật là một biện pháp tốt nghiệm chứng điều kiện kích hoạt. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía cật ngỗ, nói cậu đi tìm nữ vương trở về. Đây là một cơ hội nghiệm chứng điều kiện kích hoạt, nếu cật Ngẫu mất tích mà nữ vương trở lại thì nói rõ hắn phán đoán là đúng. Trái lại, quan nhã phỏng đoán mới là đúng. Thanh niên hơi béo gật gật đầu, phục tùng cao độ đối với chỉ lệnh của đội trưởng, lập tức đi ra khỏi ngõ nhỏ. Ba phút sau, cật ngỗ và nữ vương đều chưa trở về. Hỏng rồi, hỏa đức tinh quân trầm giọng nói, bọn họ đã xảy ra chuyện. Nếu chuyên môn tìm người, Tính mục đích rõ ràng, đi nhanh về nhanh, 3 phút là đủ. Lúc này còn chưa trở về, hoặc là cật ngẫu chưa tìm được người, hoặc là hai người cùng nhau gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo Nhíu mày nói, bọn họ một người là thủy quỷ cấp 3, một người là thổ quái cấp 2, cho dù gặp nguy hiểm, cũng có đủ năng lực chống lại, không nên yên tĩnh như vậy. Mọi người nhìn về phía Trương Nguyên Thanh, trưng cầu ý kiến của đội trưởng. Trần âm dương này khắp nơi lộ ra quỷ dị, hai người bọn họ chưa chắc có cơ hội phản kháng giống chúng ta trước đó chưa phản ứng lại đã biến thành mèo lý thuần phong nói chờ không thì không được cùng nhau đi tìm mọi người lao ra khỏi ngõ nhỏ hướng tới phương hướng nữ vương cùng cật ngẫu rời đi chạy như điên thời gian mười mấy nhịp thở sau liền đi tới bờ sông dòng nước uốn lượn con đường do từng viên gạch xây thành trống trơn không người không tiếng động cật ngẫu cùng nữ vương không thấy nữa hai người đang yên đang lành bỗng dưng biến mất đặc sắc phải mau chóng tìm được bọn họ muộn một giây cũng có thể là nguy cơ sinh tử. Hỏa đức tinh quân sắc mặt khó coi, điều này làm hắn nhớ lại tình huống bị con mèo lớn giết trong nháy mắt. Nếu là nữ vương và cật ngỗ gặp được nguy cơ cấp bậc ngang nhau, lúc này chỉ sợ đã gặp bất chắc. Hỏa đức tinh quân vẻ mặt vội vàng sao động, u như ruồi bỏ không đầu nhìn lung tung khắp nơi, la lên nữ vương cùng cật ngỗ. Trường 362, sắc đẹp 2, Lily li nguyên thượng thảo mặt nhăn mày nhíu, nhìn chung quanh, tìm tỏi bốn phía. Quan nhã cũng nhíu mày, cảm thấy khó giải quyết. Số lượng phó bản cô trải qua vượt xa Lý Thuần Phong, nhưng độ khó đều không cao, cấp A là lần đầu tiên gặp được, kinh nghiệm ứng đối phó bản đẳng cấp cao là không bằng Lý Thuần Phong. Không cần vội, càng quỷ dị, an toàn ngược lại càng cao, bằng không độ khó phó bản này liền mất cân bằng. Trương Nguyên Thanh chịu đủ phó bản cấp S tra tấn là bình tĩnh nhất, tốc độ nói cực nhanh nói, ít nhất chúng ta xác nhận một điểm, đó chính là phải tách ra mới có thể kích hoạt kịch tình từ quả phụ hơn nữa tôi cho rằng tách ra không phải chỉ hành động đơn độc mà là nam nữ tách ra bây giờ chúng ta cần đi vào kịch tình bằng không nữ vương và cật ngẫu liền thật sự có nguy hiểm tính mạng một đoạn lời này của hắn đường lối suy nghĩ rõ ràng nhanh chóng ổn định lòng quân cảm xúc vội vàng sao động của hỏa đức nguyên quân thoáng bình tĩnh lại quan nhã nói tôi ở lại tại chỗ các ngươi quay về thẳng đến lúc chúng ta nhìn không thấy lẫn nhau trương nguyên thanh nhìn cô một cái thật sâu cẩn thận Chị ở lại tại chỗ không nên cử động, nếu tôi phát hiện vẫn như cũ không thể kích hoạt kịch tình, liền lập tức về tìm chị. Nói xong, hắn không tiếng động phun ra một luồng âm khí, để lại tiểu đậu bỉ nơi này. Như vậy, hắn có thể ở thời điểm cần thiết, thông qua thị giác của tiểu đậu bỉ thấy quan nhã, tương tự camera theo dõi. Cật ngỗ và nữ vương vô duyên vô cớ biến mất, nghề nghiệp có phần năng lực này, Trương Nguyên Thành trước mắt biết, là mị hoặc của thần giả dạ du cùng ảo thuật của huyễn thuật sư. Mặc kệ là một loại nào, tiểu đậu bỉ làm linh phó, đều có thể phát huy một ít tác dụng. Kém nhất cũng có thể đảm đương nhân vật mắt giả một lần, nay tiểu đậu bỉ trải qua thăng cấp, đã bước đầu có năng lực đối địch, chạy trốn, Trương Nguyên Thanh đối với linh phó nhà mình vẫn là có chút tin tưởng. Quan nhã cười, chỉ biết, không cần lo lắng. Lập tức, Trương Nguyên Thanh dẫn ba đồng đội, hướng đường cũ chạy như điên. Rất nhanh, bốn người chạy về đầu ngõ nhỏ ban đầu, hỏa đức tinh quân chưa dừng lại, chỉ là thả chậm bước chân, nhìn quanh căn nhà hai bên con đường, một lần nữa hộ Tú Nhi, Tú Nhi, cô ở đâu? Đột nhiên, cửa sổ lầu hai căn nhà sát đường bên trái mở ra, một thanh âm mềm mại đáng yêu tận xương đáp lại, các vị quan nhân, là đang tìm tôi sao? Thanh âm bay vào trong tai bốn người đàn ông, tê tê ngứa ngứa, tựa như người tình ở bên tai nói nhỏ, làm xương cốt người ta mềm đi một nửa, đúng vậy, đúng vậy. Lý Thuần Phong nhìn về phía cửa sổ, không tự chủ được nói. Đúng vậy, đúng vậy, ba người khác cũng đáp lại, thanh âm đó uyển chuyển hàm xúc kỳ tê, Nói tôi ở ngay trên lầu, các vị quan nhân lên lầu một chuyến. Lý Thuần Phong, Trương Nguyên Thanh cùng Hỏa Đức Tinh Quân theo bản năng di chuyển bước chân, đi về phía căn nhà đó. Trong cửa sổ mở rộng ánh sáng yếu ớt, lộ ra một sự âm trầm không hiểu. Thiếu niên Mộc Yêu U buồn trầm tính bỗng giật mình một cái, nghĩ tới một chi tiết, vừa rồi khi cửa sổ mở ra, bọn họ liền lập tức phát hiện, nhưng lúc đó cũng chưa nhìn thấy bên cửa sổ có người. Cửa sổ kia giống như là tự mình mở ra, hoặc là thứ không nhìn thấy mở ra cửa sổ ý niệm lung tung vốn không có quá nhiều trong lòng ly ly nguyên thượng thảo nhanh chóng thối lui vội vàng kéo cánh tay các đồng bạn lý thuần phong bỗng bừng tỉnh thấp giọng gian dậy trương nguyên thanh hỏa đức tinh quân hai người là chưa từng thấy nữ nhân sao bị ma quỷ ám ảnh trương nguyên thanh cùng hỏa đức tinh quân lộ vẻ mặt xấu hổ ly ly nguyên thượng thảo nhìn đội trưởng chính nghĩa nghiêm túc bĩu môi nhưng trương nguyên thanh ho khan một tiếng cao giọng nói tú nhi nương tử có thể nhô đầu ra để chúng ta chiêm ngưỡng phương dung hay không Nghe đội trưởng nói năng mặt dày vô sỉ như thế, trong lòng ba người khẩn trương một phen, có loại cảm giác chuyện không biết xấu hổ có người xử lý. Ánh mặt trời đang chói trang, nhưng trong cửa sổ kia tựa như cắn nuốt ánh sáng, giọng nữ mềm mại đáng yêu tận xương một lần nữa truyền đến. Các vị quan nhân đáng ghét, đừng có đùa giỡn người ta, các người đi lên đi, chớ để tôi chờ sốt ruột. Giọng nói quyến rũ tận xương, đám đàn ông bên dưới nghe mà động lòng. Lý Thuần phong vẻ mặt nghiêm túc, hạ giọng, nói xem ra cô ta sẽ không xuống dưới còn cần chúng ta vào nhà bằng không kịch tình không đi tiếp được ba đồng đội gật đầu trương nguyên thanh trần chờ nói tôi có loại dự cảm bất hảo một cửa ải này chỉ sợ rất khó thậm chí có phiêu lưu lật thuyền trong mương vì sao hỏa đức tinh quân nhíu mày trương nguyên thanh nói bởi vì tôi háo sắc thật khéo tôi cũng vậy lý thuần phong nói thầm trong lòng hỏa đức tinh quân thấp giọng nói quan nhã cùng nữ vương kia đủ xinh đẹp chứ dáng người đủ tuyệt chứ nhưng tôi nhiều nhất chỉ là thưởng thức vẻ đẹp của họ, nhưng vừa rồi nghe tiếng từ quả phụ, cả đầu óc tôi chỉ có ngủ với cô ấy. chương 363, sắc đẹp ba, khéo, tôi cũng tương tự, Lý Thuần Phong nghĩ, sắc mặt hắn không quá dễ coi, cảm thụ của hắn cùng hỏa đức tinh quân quả thực giống nhau như đúc. Bộ dáng hỏa đức và nguyên thủy đều không quá đáng tin, không chịu sắc đẹp dụ hoặc nhất là ly, ly nguyên thượng thảo, nhưng hắn chiến lược xa không kịp hai người. Phải nghĩ cách để Nguyên Thủy và Hỏa Đức không chịu sắc đẹp dụ hoặc. Ánh mắt Hỏa Đức Tinh Quân lóe lên, ho khẽ hai tiếng, hấp dẫn các đồng bạn chú ý. Thật ra, yếu đồng ý sắc đẹp thực hồi tư, đàn ông háo sắc nguyên nhân là phản ứng sinh lý chi phối đầu óc, cái này giống anh đói bụng, anh liền nhất định phải ăn, đàn khuẩn trong cơ thể anh muốn ăn đồ ngọt, anh sẽ muốn ăn đồ ngọt. Cho nên từ góc độ nào đó mà nói, tư duy con người là chịu thân thể khống chế, đó là nguyên nhân rất nhiều nam nhân không thể khống chế sắc tâm của mình. Lily Nguyên thượng thảo chậm rãi nói. Phản ứng sinh lý chúng ta không thể tự khống chế, bởi vì anh không thể ngăn cản thân thể tiết ra hormone, nhưng chúng ta có thể thông qua loại phương pháp khác, ảnh hưởng đầu óc, áp chế hormone tiết ra. Cậu thật hiểu biết nha, Lý Thuần Phong cùng Trương Nguyên Thanh nghe mà ngẩn ra, Trương Nguyên Thanh vội vàng hỏi, vậy phải như thế nào ngăn chặn hormone tiết ra? Ly Ly Nguyên Thượng Thảo nói, không quá phức tạp, các anh chỉ cần ở trong lòng không ngừng nói với chính mình, cô gái xinh đẹp nữa cũng phải bài tiết, không tắm rửa sẽ chua hôi, cũng sẽ cậy chân không chừng còn thối chân tốt nhất ở trong đầu hiện ra hình ảnh tương ứng mặt khác còn có thể thích hợp tưởng tượng một ít cảnh tượng càng không thể tiếp nhận hơn ví dụ như đừng đừng nói nữa tôi đã tứ đại giai không trương nguyên thanh tưởng tượng một phen dùng mình một cái được rồi vào đi thôi sắc đẹp cũng chỉ có vậy mà thôi trương nguyên thanh bước về phía căn nhà bờ sông quan nhã lẳng lặng chờ đợi tập trung tinh thần đề phòng xung quanh phía sau bỗng nhiên truyền đến tiếng gọi bất ngờ quan nhã trong lòng người đẹp con lai dùng mình, vừa nhanh chóng xoay người, vừa bày ra tư thái đề phòng. Trong ngõ nhỏ phía sau, một cô gái trẻ tuổi mặc áo đơn, quần sóc, trang điểm khói chạy ra, tươi đẹp dễ gần, rõ ràng là nữ vương. Trong cảm xúc của cô có vui vẻ, có sợ hãi, có bất lực, nhưng chưa phát hiện địch ý. Khi cô chạy bước chân vấp váp, không có dấu hiệu xúc lực, tiếp cận mình không phải vì đánh lén. Trong khí thức cô ấy có linh lực thuộc tính thủy nồng hậu, quả thật là thủy quỷ, không phải ảo thuật, không phải ngụy trang. Trong đôi mắt đẹp của quan nhã ẩn hiện ánh sáng trắng, ánh mắt sắc bén của thám báo bình tĩnh quan sát nữ vương. Tuy đã xác nhận đối phương chính là nữ vương, nhưng quan nhã không có bất cứ sự vui sướng cùng lơi lỏng nào, bởi vì ở trong tầm mắt của cô, khuôn mặt đầy đặn của nữ vương biến thành gầy yếu, ánh mắt xanh sao mỏi mệt. Màu da ảm đạm, vẻ mặt uể oải, cũng chỉ 10 phút không gặp, cô ấy thế mà trở nên tiều tụy như thế, như là bị cái gì rút hết tinh khí thần. Quan nhã, Sao cô ở nơi này, người khác đâu? Nữ Vương vẻ mặt bất ngờ, nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng người khác. Bọn họ đi nơi khác tìm cô rồi. Quan Nhã chăm chú nhìn nữ đồng nghiệp hình dung tiểu tụy, hỏi, sao cô đột nhiên biến mất thế, đã gặp phải cái gì? Nghe vậy, sắc mặt Nữ Vương trầm xuống, thấp giọng nói, tôi sau khi lấy nước xong, liền tính quay về, nhưng phát hiện mình đã lạc đường, như thế nào cũng không tìm thấy mọi người. Tôi thử kêu gọi, mọi người vẫn không đáp lại tôi. Sau đó sau đó nữ vương cảnh giác hướng phía sau nhìn vài lần vẻ mặt hoảng sợ nói tôi nghe thấy phía sau có tiếng trẻ con cười mặc kệ tôi chạy đến nơi nào tiếng cười vẫn luôn đi theo tôi nhưng khi tôi quay đầu tiếng cười liền biến mất lại chạy lại vang lên tôi như thế nào cũng không tìm thấy nó tiếng trẻ con cười trong mắt quan nhã sáng lên ánh sáng trắng nồng đậm bao trùm con ngươi lúc này cô thấy được càng nhiều thứ hơn thấy sau lưng nữ vương vươn ra một cái tay nhỏ màu xanh đen đặt lên trên vai cô. Ngay sau đó, một đứa trẻ con màu da xanh đen thỏ đầu ra, khuôn mặt xấu xí, làn da nhăn nhúm, hai mắt trợn lên, lại không phải như cúc áo đen ngây thơ vô tà của trẻ con, mà là con người màu trắng âm trầm. Trong lòng quan nhã trầm xuống nó ngay tại trên lưng cô. Đám người trương nguyên thanh tới trước cửa chính căn nhà sát đường kia, cửa là cửa gỗ mở hai cánh phục cổ, hai cái vòng đập cửa loang lổ vết gì. Hỏa đức tinh quân dẫn đầu đẩy ra cửa gỗ, ở trong tiếng kéo kẹt, cửa gỗ phong trần nhiều năm mở ra. Trong phòng ánh sáng tối tăm, một mùi ẩm thấp mục nát chỉ nhà cũ mới có đập vào mặt. Trong cửa hẳn là sảnh ngoài, đơn giản bày một ít bàn gỗ tủ gỗ, đơn sơ mộc mạc. chương 364, cổ trấn che giấu kịch tình 1. Xuyên qua sảnh ngoài, bên trong là một cái sân giếng trời nho nhỏ, trung tâm sân có một khối bình đài nhỏ, bình đài tắm giữa ánh mặt trời giếng trời chiếu xuống, dựng một ít giàn trúc phơi quần áo. Bốn phía bình đài là sảnh trong, phòng, cùng với cầu thang nhỏ hẹp đi thông lầu 2. Bốn người nhìn nhau, Lý Thuần Phong nhìn về phía cầu thang bằng gỗ ánh sáng tối tăm, nói theo sát tôi. Hắn dẫn trước đi lên cầu thang đi thông lầu 1, lối đi nhỏ hẹp tối tăm, cầu thang bằng gỗ niên đại xa xưa, mọi người dẫm xuống mỗi một bước, có thể nghe được tiếng kéo kẹt. Rốt cuộc, bọn họ thông qua cầu thang không tính là dài, đi tới lầu 2. Lầu 2 là một gian khuê phòng, khắp nơi bố trí vật phẩm cô gái sử dụng, đối diện đầu cầu thang là một cái giường lớn khắc hoa bằng gỗ, màn màu đỏ rủ xuống, trên giường trải chăn mới, thêu hoa. Bàn gỗ bên cửa sổ dựng lưu hương đồng thau, có làn hương lặng lẽ bay bay. Bên cạnh cửa sổ, có bàn trang điểm, ngồi trước bàn là một cô gái ở trần, trên người chỉ khoác một món sa mỏng mỏng như cánh ve, bóng lưng đường cong yểu điệu, nửa bờ mông đầy đặn như trăng đẻ xuống ghế gỗ, càng thêm tròn trịa. Trong gương đồng sáng bóng có thể soi được, chiếu ra một dung nhan tưởng mừng tưởng giận, quyến rũ khôn kể. Thân thể của cô, dung mạo của cô, làm người ta không thể bắt bẻ, nhưng hấp dẫn người ta nhất là khí chất của cô, không thể miêu tả, làm người ta nhìn mà trầm mê, đầy đầu óc chỉ còn lại mấy chữ XXX. Ánh mắt bốn người đàn ông như sắt gặp nam châm, dính chặt vào dáng người nổi bật của cô gái, khó có thể rời đi. Trương Nguyên Thanh, Lily Nguyên Thượng Thảo cùng Hỏa Đức Tinh Quân vẻ mặt si mê, cảnh giác cùng cẩn thận vừa rồi, trong bất chi bất giác tiêu tán không dấu vết thình thịch, thình thịch, Lý Thuần Phong nghe thấy tiếng tim đập mãnh liệt của mình, bụng dưới dâng lên dục hỏa, tràn về tới nơi nào đó, mang đến sung huyết căng lên. Khu vực trung tâm cổ trấn, Lý Hiền Tông đứng trước cửa một tòa trạch viện, nhà lớn có sân lớn, cổng trạch viện nước sơn loang lổ, đầy lỗ sâu đục, tấm biển trên cổng cũ nát, kết mạng nhiệt. Xuyên qua tấm biển xám xịt, mơ hồ có thể thấy rõ chữ trên tấm biển, Triệu Trạch nhà họ Triệu. Lý Hiền Tông sải bước lên bậc thang, tới trước cổng, nhẹ nhàng đẩy ra kẹt tê cổng lâu năm thiếu tu sửa phát ra thanh âm làm người ta ghê răng, chậm rãi mở ra. Đoàn người vượt qua bậc cửa, đi vào trong sân, sau khi nhìn quanh một phen, phát hiện nơi đây bỏ hoang đã lâu, vườn hoa sân trước đã sớm hoang phế, cỏ dại mọc lác đác. Trước sảnh ngoài mái cong cong bầy cái vại nước cao bằng nửa người, tác dụng của loại vại nước này là lúc xảy ra hỏa hoạn, có thể lấy nước bất cứ lúc nào, thuộc về vật đi kèm với nhà giàu, tương tự với bình chữa cháy hiện đại. Mọi người xuyên qua sân trước, khi đến sảnh ngoài, từng đợt tanh tươi từ trong vại nước bay ra, xông vào mũi. Thanh niên thiếu mất tai trái nhíu mày, chậm rãi tới gần, cúi đầu nhìn, thấp giọng mắng một câu. Trong vại nước là một thi thể ngâm nát, cẩn thận một chút, những thứ này có thể còn hung dữ hơn so với thợ rèn Vương. Lý Hiền Tông cảnh báo một câu, đẩy ra cửa sảnh ngoài. Trong sảnh, khắp nơi đều có đồ gia dụng mục nát, nơi ánh mắt có thể đạt tới, trừ đổ nát chính là cho bụi. Nằm cạnh cửa là một thi thể hư thối nghiêm trọng, xem trang phục hẳn là hạ nhân trong nhà. Lý Hiền Tông ngồi xổm xuống ở bên cạnh thi thể, không chút chướng ngại tâm lý dùng dao gập cắt quần áo thi thể, sau khi cẩn thận kiểm tra một phen, nói tim gan cô ta bị móc đi rồi. Sáu người bỏ qua thi thể, tiếp tục hướng sân trong xâm nhập, ven đường nhìn thấy nhiều thi thể, tình hình khi chết đều là bị móc đi tim gan. Những thi thể này phân tán ở các nơi, mặt hướng ra ngoài nhà, tựa như là bị giết trên đường đào tẩu triệu trạch giống như từng trải qua một hồi giết chóc cực kỳ đáng sợ thanh niên mất tai trái nhìn quét xung quanh hùng hổ nói cái kịch tình này tao xem không hiểu cổ trấn này trống trơn thợ rèn vương liên quan kịch tình bị nguyền rủa mà triệu trạch hiển nhiên cũng gặp điều không lành trong đó tất nhiên có nguyên nhân nhưng manh mối quá ít không thể nào phỏng đoán cho nên cho người ta một loại cảm giác không chân thực đương nhiên cái này không ảnh hưởng bọn họ đi kịch tình lấy tình huống trước mắt phỏng đoán triệu trạch gặp điều không lành nhiệm vụ kế tiếp của bọn họ, khẳng định là giải quyết tà vật nơi đây. Nhưng mà, cảm xúc mê mang sẽ làm lòng người trở nên tiêu cực, thiếu cảm giác an toàn. Lý Hiền Tông thản nhiên nói, loại tình huống này, không có gì ngoài hai loại khả năng. Một, phó bản Trấn âm dương có nhiệm vụ ẩn. Hai, giải được bí mật tuyến câu chuyện có thưởng thêm, tiền lời sẽ tăng lên, nhưng kèm theo tất nhiên là độ khó tăng cao. Đối với đội ngũ thực lực bình thường, chỉ cần đi kịch tình cho tốt là được rồi chương 365, cổ trấn che giấu kịch tình 2. Người trung niên khô gầy hỏi, nếu không thử giải bí mật câu chuyện che giấu. Lý Hiển Tông suy nghĩ một phen, nói có thể, nhưng không phải bây giờ. Nói như thế nào, thanh niên mất tai trái hỏi. Từ tin tức trên người thợ rèn vương có thể suy đoán ra, mỗi một nhân vật đều có câu chuyện tương ứng, cho dù chúng ta siêu tập toàn bộ tin tức, cũng không có khả năng hoàn toàn tiết lộ, bởi vì còn có một nửa tin tức khác ở trận doanh hợp pháp bên kia lối suy nghĩ của lý hiển tông rất rõ ràng trần âm dương là một phó bản đối xứng một nửa nội dung ở chúng ta bên này một nửa nội dung ở bọn họ bên kia muốn giải được kịch tình che giấu chỉ sợ phải chờ đại quyết chiến ít nhất tình huống chúng ta bên này là như thế trận doanh hợp pháp bên kia có thể độc lập giải mã kịch tình hay không tao cũng không biết người trung niên khô gầy liếm môi tao đã sốt ruột không chờ nổi không biết trong trận doanh hợp pháp có mấy cô em xinh đẹp hay không người khác quan tâm là trong hành giả trận doanh hợp pháp có kẻ mạnh giống như Lý Hiền Tông hay không? Bọn họ không trì hoãn xuyên qua nội viện đến cửa sảnh trong. Lý Hiền Tông dừng ở ngoài cửa đang muốn đẩy cửa, cái tay vươn ra bỗng nhiên cứng đờ. Trong khe cửa truyền đến lời vô nghĩa trầm thấp. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của ta. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi bảo vật của ta. Các đội viên phía sau như đối mặt đại địch, người trung niên khô gầy hạ giọng ở ngay bên trong. Lý Hiền Tông hít sâu một hơi, dùng sức đẩy ra cửa sảnh trong. Theo cửa gỗ đẩy ra, mọi người thấy rõ cảnh tượng sảnh trong, đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Chỉ thấy sảnh trong mở rộng trồng chất một ngọn núi vàng cao cao, do vàng, vải vóc, tiền, tranh chữ, đồ sứ các vật phẩm đắt đỏ trồng chất thành. Cạnh núi vàng, một bóng dáng mập mạp mặc quần áo viên ngoại quỷ đó, ngoảnh mặt làm ngơ đối với khách không mời mà đến ở sau lưng, trong miệng lặp lại tiếng lẩm bẩm vừa rồi. Phù, phù, Lý Hiền Tông nghe thấy tiếng thở dốc ồ ồ, tiếng thở dốc đến từ phía sau năm đồng bạn nhìn chằm chằm ngọn núi vàng kia trong ánh mắt toát ra nét tham lam cũng yên lặng kéo giãn khoảng cách với nhau bắt đầu cảnh giác lẫn nhau bọn họ đều muốn đạt được bảo vật nhưng lại cũng không muốn đồng bạn đạt được thấy thế trong lòng lý hiền tông đột nhiên trầm xuống những tên ngu xuẩn này bị mê hoặc rồi ngọn núi vàng này giấu giếm sức mê hoặc mà hắn sở dĩ giữ được bình tĩnh là vì bản thân hắn lại yêu mê hoặc có được sức miễn dịch nhất định trước có triệu viên ngoại trình độ nguy hiểm chưa biết sau có đồng bạn có thể nội đấu bất cứ lúc nào làm không tốt có thể phải đối mặt đoàn diệt lúc này triệu viên ngoại trước núi vàng quay đầu đó là một khuôn mặt hư thối cao độ trên mặt bò đầy giòi bọ hốc mắt trống rỗng trong mắt rủ xuống ở má đói đói quá triệu viên ngoại mở ra cái miệng rộng khóe miệng rách đến bên tai rít gào ta muốn ăn tim gan các ngươi nữ vương kinh hãi muốn nhảy dựng lên vội vàng quay đầu quả nhiên ở trên vai cô một đứa bé làn da xanh đen mắt trắng dọa người bám ở đó tôi tôi thế mà thấy oán linh tôi đã suy yếu tới như vậy sao sắc mặt nữ vương càng thêm tái nhợt cô là thành viên tổ chức chính phủ kiến thức hơn sa linh cảnh hành giả hoang dã biết không phải nghề nghiệp đặc thù kỹ năng đặc thù nếu muốn thấy linh thể nhất định phải cơ thể yếu ớt dương suy mới được quan nhã trầm giọng nói cô đừng cử động cô đưa tay chộp một cái vào trong hư không chộp ra một khẩu súng trường dài khoảng một hai mét vẽ hoa văn màu vàng khẩu súng trường này công nghệ chế tạo là của thế kỷ trước, hoa lệ lại phong cách cổ xưa. Quan nhã nâng súng trường lên, báng súng tịa ở bả vai, tách ra đôi chân dài, đế giày gắt gao bám lấy mặt đất, nhắm đứa trẻ con xanh đen ở bả vai nữ vương, bóp cò súng. Đoàn, sức giật mạnh đẩy vai phải quan nhã lệch đi, viên đạn xoay tròn tốc độ cao xuyên thủng đầu anh Linh, bắn vách tường phía sau ra hố sâu, bắn ra vết nứt. Đứa trẻ con từ bả vai nữ vương ngã xuống, ở trên đất vặn vẹo một phen, đã bị thương không nhẹ, nó là bị hiệu quả phá sát kèm theo trong viên đạn bắn cho bị thương, khẩu súng trường này là đạo cụ đẳng cấp cao trong nghề nghiệp thám báo, công năng của nó chỉ có một hạng, đó chính là lực sát thương phương diện vật lý. Thám báo nghề nghiệp này, đến đẳng cấp cao, có được một trái tim trong suốt, có thể nhìn thấu hư ảo, bài trừ tà sát. Chỉ phần ngọn không chỉ phần gốc, đối phó Oán Linh còn cần thần giả dạ du đến. Quan nhã kéo chốt súng, đẩy vỏ đạn ra, ép nòng súng xuống, nhắm Oán Linh một lần nữa. Đúng lúc này anh Linh trên mặt đất phát ra tiếng kêu khóc bén nhọn, từng tiếng thê lương. mươi 366, cổ trấn che giấu kịch tình 3. Ngay sau đó, xung quanh cũng vang lên tiếng kêu khóc, chỉ thấy trong nước sông, trong ngõ nhỏ, trên nóc căn nhà sát đường, bò ra một rồi lại một anh Linh màu xanh đen. Rất nhanh, quan nhã cùng nữ vương đã bị bao vây. Không ổn nha, lấy đâu ra nhiều anh Linh như vậy. Nữ vương nhìn lướt qua, thấy bảy tám con anh Linh hung tàn. Cái này không phải rất rõ ràng sao. Quan Nhã kéo họng súng, trận địa sẵn sàng đón quân địch, nói chúng ta kích hoạt là kịch tình từ quả phụ, rất rõ ràng có liên quan với cô ta. Cô là nói những anh linh này là của cô ta, nữ vương cả kinh, thầm nhủ nghe cảm giác không đáng tin nha. Lúc này, một anh linh từ bên cạnh di chuyển tấn công, nhanh chóng bỏ về phía quan nhã. Lão ti cơ nghiêng người nổ súng, bắn phiến đá nứt nẻ, đá vụn văng khắp nơi, bắn cho anh linh kêu thảm thiết thê lương. Nữ vương tháo xuống vòng tròn ở vành tay hướng tới một anh linh khác ném mạch vòng tròn hóa thành vòng nước, ý đồ trói buộc anh linh, nhưng thất bại. Nước là vật hữu hình, không vây được linh thể vô hình. Căn bản vô dụng, nữ vương cuống lên nói, vẫn là để cho nguyên thủy thiên tôn đến, cậu ta là thần dạ du, giải quyết những oán linh này dễ dàng. Loại oán linh cường đại mà đáng sợ này, lực lượng đã đạt tới tiêu chuẩn sơ cấp linh phó, ở trong hiện thực căn bản không gặp được, hơn nữa trong hiện thực có đồng nghiệp thần dạ du, có đồng đội chính phủ, đối mặt loại oán linh cấp bậc này, nhiều nhất phiền toái sẽ không chí mạng. Ở trong phó bản gặp được thì rất khó giải quyết, Quan Nhã bình tĩnh kéo súng, đẩy vỏ đạn ra, đồng thời nói: "Nguyên Thủy sẽ không đến đây, nếu kẻ địch của cậu ta là Oán Linh, vậy bây giờ cậu ta đã giải quyết kẻ địch chạy tới trợ giúp, nhưng cậu ta chưa, nói rõ kẻ địch cậu ta gặp được không phải Oán Linh, hơn nữa bản thân khó bảo toàn. Oán Linh là chỉ nhầm vào hai chúng ta." Nói xong, cô lại nổ súng bước lui một Oán Linh. Vì sao? nữ vương phát hiện mình chỉ có thể ở bên cạnh nhìn xuông, đảm đương một vai diễn phụ. Quan nhã trầm ngâm một phen, nói có thể là bởi vì hai chúng ta xinh đẹp. Ha, nữ vương vẻ mặt ngạc nhiên, cô chưa phát hiện sao, điều kiện kích hoạt kịch tình từ quả phụ là nam nữ tách ra, chúng ta đã tiến vào kịch tình, nhìn thấy lại không phải từ quả phụ, mà là đàn anh linh này. Cái này quá nửa là từ quả phụ sắp xếp tới giết chúng ta, về phần bản thân cô ta, hẳn là đang đối phó các nam nhân trong đội ngũ, Tuy thân hãm nguy cơ, nhưng đầu óc quan nhã vẫn tỉnh tháo như cũ. Một quả phụ lấy đâu ra nhiều anh linh như vậy chứ? Chồng cô ta trước khi chết lưu lại, vậy trừ phi cô ta là heo, một mẹ đẻ chín con, lại liên hệ từ quả phụ chỉ gặp đàn ông một điểm này, Nguyên Thủy có thể đã đoán sai. Nguyên rùa con trai bà Vương không phải từ quả phụ, một dâm phụ sao có khả năng bởi vì thất thân mà mang lòng oán hận chứ? Đối mặt kẻ háo sắc, cô ta nên vui không khép được chân. Cũng lúc nào rồi cô còn lái xe, nữ vương nghe hiểu cả giận nói, ý của cô là, đàn ông trong đội ngũ rất có thể đang phong lưu khoái hoạt với dâm phụ kia. Đàn ông quả nhiên đều không đáng tin cậy, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Chỉ có thể chờ Nguyên Thủy tới cứu chúng ta, tin tưởng cậu ta đi, tuy cậu ta là tên háo sắc hư hỏng. Quan Nhã lại nổ súng một phát, tám con anh linh giống như chó đi săn, bao vây kẻ địch, mong chờ muốn bổ nhào tới. Lúc này, nữ vương thấp giọng nói, Quan Nhã, phía sau cô còn có một anh linh. Quan Nhã cả kinh hãi, Bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy cạnh bờ sông bên người, một anh linh mượt mà đáng yêu nằm úp sấp, đầu thò vào trong nước, vỉnh cái mông lên hướng về các cô. So sánh với anh linh màu da xanh đen, hung lệ điên cuồng, khí tức trên thân đứa trẻ con này tinh thuần hơn rất nhiều, ít nhất Quan Nhã không nhìn thấy lệ khí. Nó ở phía sau mình khi nào? Nó ở trong nước tìm cái gì? Quan Nhã theo bản năng xoay nòng súng, nhắm anh linh nhỏ bờ sông. Một anh linh xanh đen bắt lấy cơ hội, vùng tứ chi nhanh chóng bỏ đến, ôm lấy cảng chân Quan Nhã. Khí tức âm trầm lạnh lẽo nháy mắt bỏ đầy toàn thân, Quan Nhã chỉ cảm thấy tinh khí nhanh chóng trôi đi, trong lòng cô trầm xuống, nòng súng ép xuống, bóp cò súng. Đoang, viên đạn bắn trúng Anh Linh, đánh nứt phiến đá, sau đó bắn ngược đến trên cảng chân Quan Nhã, nháy mắt xé rách máu thịt, tạo thành vết thương khoa trương thấy xương. Khẩu súng này quả nhiên khiến mình trở nên xui xẻo. Quan Nhã dẫn theo nữ vương, lảo đảo lui đến bờ sông. Cô thế nào rồi? Nữ vương khẽ biến sắc, không ra làm sao, quan nhã không đi quản vết thương không ngừng đổ máu, nói trong 5 phút đồng hồ, nguyên thủy tiểu tử kia nếu còn chưa chạy tới, chúng ta liền giữ nhiều lành ít. chương 367, cổ trấn che giấu kịch tình 4. Trên đời lại có cô gái sắc đẹp mê người như thế, quyến rũ như thế. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu bốn người đàn ông ở đây. Trong không khí có làn hương thầm bay bay, cô gái bên cửa sổ khoác sa mỏng, thân thể như ẩn như hiện. Cô ngoái đầu nhìn lại cười, đẹp như hoa đào, dịu dàng nói, các vị quan nhân, tôi mất chồng nhiều năm, khuê phòng tịch mịch, có thể mời các quan nhân rủ lòng thương, lưu lại một đứa con hay không. Tiếng hít thở của các nam nhân càng thêm ồ ồ, hỏa đức tinh quân lẩm bẩm được được. được. Ngoài miệng nói được, gót chân lại không nhúc nhích, hai chân khẽ phát run, kiệt lực khống chế xúc động tiến lên. Thiếu niên mộc yêu do dự trầm tĩnh lộ ra vẻ mặt giấy ruộng, nhưng cuối cùng, sự trong veo trong ánh mắt từng chút một bị dục vọng thay thế. Lý Thuần Phong thấp giọng lẩm bẩm, cự nhân quan, cự nhân quan sao? Nhưng ánh mắt bám mãi ở trên người Từ Tú Nhi, dục niệm trong ánh mắt càng lúc càng mãnh liệt, thiêu đốt lý trí. Trương Nguyên thanh miệng khô lưới khô, dục vọng lật sông nghiêng biển, hận không thể ôm lấy người đẹp bên cửa sổ, không để ý tất cả phát tiết tinh lực. Nhưng một tia lý trí còn sót lại đang cố gắng đấu tranh. Không thể đi, nhiệm vụ ẩn là chống lại sắc đẹp. Ăn ngon và thích cái đẹp là bản tính con người, cô gái động lòng người như thế sao có thể bỏ qua, nhiệm vụ ẩn không làm cũng được mình bị mị, mị hoặc rồi nhanh chóng chuyển dục vọng đến trên thân tiểu đậu bỉ quan nhã và nữ vương còn ở bên ngoài thân hãm nguy cơ mình phải cứu các cô ấy vì sao phải cứu các cô ấy họ lại không cho mình ngủ tỉnh táo chút một cửa ải này tuyệt đối không phải sắc đẹp đơn giản như vậy ngủ cô ta trả giá rất có thể là đoàn diệt chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu chỉ cần có thể đạt được cô ấy chết cũng đáng lý trí tựa như chiếc thuyền con chìm nổi ở trong biển dục vọng khi thì bị nuốt trừng khi thì ương ngạnh trồi lên mặt nước lý trí còn sót lại không nhiều của hắn tổn thất toàn bộ ở trong tinh thần nội đấu khó có thể làm ra ứng đối thực tế bốn nam nhân đều đang dùng phương thức của mình dốc hết sức đối kháng dục niệm từ tú nhi nhìn các nam nhân dừng chân bất động nhẹ nhàng thở dài một tiếng từ trước bàn trang điểm đứng dậy bước sen uyển chuyển tới bên giường ngồi xuống trong quá trình này ánh mắt đám người trương nguyên thanh luôn truy đuổi cơ thể hoạt sắc sinh hương kia từ Tú Nhi sóng mắt lấp lánh, mềm mại đáng yêu động lòng người, mím mở môi đỏ mọng, nhẹ nhàng nói các vị quan nhân còn chờ cái gì chứ? Chẳng lẽ là chê ta thấp kém, không đáng để vào mắt? Nói xong, nàng nâng bàn tay trắng nõn, nhẹ nhàng vén lên sa mỏng trên bờ vai trứng như tuyết, tùy ý nó dọc theo thân thể mềm mại trắng nõn bóng loáng trượt xuống, cảnh xuân lộ hết. ực ực, Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng nuốt nước miếng, không phân biệt được là của đồng đội, hay là của mình. Lý trí còn sót lại hoàn toàn bao phủ, Hắn hai mắt đỏ rực lao về phía Từ Tú Nhi, bổ nhào cô ngã ở trên giường lớn khắc hoa mềm mại. Mà phía sau hắn là đồng bạn hai mắt đỏ rực tương tự. Các nam nhân hóa thành con thú dục vọng biên cuồng, đánh mất toàn bộ lý trí, xúc động bản năng chi phối thân thể, bọn họ cởi áo, quần, giày, từng món phân tán dưới đất. Trương Nguyên Thanh cởi áo thun, đầu to như như đấu, ánh mắt tham lam đảo qua thân thể mềm mại của Từ Tú Nhi, muốn tiến vào đề tài chính, ánh mắt hắn liếc qua mông tròn xoe đầy đặn trong đầu không chịu khống chế, không tự chủ được hiện lên một ý nghĩ. Mông đẹp như vậy, vì sao không mọc đuôi heo? Sau khi ý nghĩ này hiện lên, trong lòng hắn không hiểu sao sinh ra ghét bỏ, chỉ cảm thấy cô gái trên giường không phù hợp thẩm mỹ của mình. Người ta không thể, ít nhất, không nên động dục đối với cô gái không mọc đuôi heo. Dục niệm cuồn cuộn nhất thời bình ổn, lý trí một lần nữa trồi lên, trương nguyên thanh bỗng tỉnh táo. Từ tú nhi hít thở dồn dập hai má ửng đỏ, vươn ra cánh tay như ngó sen ôm đến, sốt ruột không chờ nổi nói, quan nhân, mau. Lý trí trương nguyên thanh thật không dễ gì khôi phục, dần dần lại bắt đầu trầm luân. Mà lúc này, hỏa đức tinh quân đã lột sạch bản thân, không kiên nhẫn đẩy trương nguyên thanh ra, như là giã thú tranh đoạt quyền giao phối. Trương nguyên thanh thuận thế ngã sang một bên, thử truyền tình dục cho tiểu đậu bỉ, nhưng hắn thất bại, giữa tiểu đậu bỉ cùng hắn giống như cách một tầng lụa mông mông lung lung. Là vì mình ở trong kịch tình nhà mà nó ở bên ngoài. Trương Nguyên Thanh ý niệm chuyển động, nghĩ tới chảy phục ma, đạo cụ này có được hiệu quả tình hóa cùng phá ma, nhưng hắn không xác định hữu hiệu đối với dục vọng hay không. chương 368, cổ trấn che giấu kịch tình, năm Chảy phục ma ba cạnh bén nhọn, đâm vào đùi, chảy ra từng mảng lớn tinh huyết, phát ra hào quang màu vàng tinh thuần dữ dội. Hiệu quả phá ma cùng tịnh hóa trồng chất, sử dụng hoặc làm thần trí người ta bị lạc kia tiêu tán, lý trí chiếm lĩnh cao địa. Nhưng dục vọng cũng chưa hoàn toàn biến mất, bởi vì cái này trên bản chất cũng không phải ngoại vật, chạy phục ma tịnh hóa cùng phá ma, không thể làm người ta biến thành hòa thượng lòng như nước lặng. Bốp, 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 Trương Nguyên Thanh giơ tay chém xuống, chém ngất ba đồng đội, tránh cho bọn họ rơi vào vực sâu. Xử lý xong đồng đội phát điên, Trương Nguyên Thanh yên lặng chờ một lát, nhưng chưa thu được nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ ẩn. Phát hiện khác thường, Từ Tú Nhi mở mắt, giờ phút này, gò má cô ửng hồng càng thêm rõ ràng, da thịt trắng như tuyết nhuộm lên mảng đỏ ửng, sóng mắt lấp lánh ướt át. Bờ môi đỏ mỏng khẽ mở, phun ra giọng nói ngọt ngào quan quan nhân cho tôi ô nhắc nhở nhiệm vụ ẩn chưa bắn ra vì sao mình rõ ràng đã thoát khỏi sắc đẹp dụ hoặc trương nguyên thanh âm thầm nhíu mày nhiệm vụ ẩn chưa kích hoạt khẳng định là có nguyên nhân hắn tính tiến thêm một bước mò mẫm kịch tình trầm ngâm vài giây trương nguyên thanh không đi nhìn thân thể mềm mại của từ tú nhi đè nén một mảng dục vọng trong lòng nói từ quả phụ chúng ta đến tán gẫu nghe thấy hai chữ quả phụ Dục vọng trong mắt Từ Tú Nhi hơi rút lui, nhưng sau đó lại bị dục niệm cuồn cuộn thay thế, yểu điệu đáp lại: "Quan nhân, ngài, ngài muốn hỏi cái gì? Van cầu ngài thương xót, cho tôi đi, trả lời vấn đề của tôi, tôi liền thỏa mãn cô." Trương Nguyên Thanh vẽ cái bánh lớn, hỏi: "Cô biết con trai bà Vương sao?" Từ Tú Nhi si ngốc cười duyên: "Biết, đó là thân mật của người ta." "A, à, cái gì?" Câu trả lời này khiến Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, hắn không ngờ hai bên là quan hệ như vậy cái này không phù hợp sự căm hận của bà vương đối với cô hắn vì sao sẽ bị nguyền rủa cô lại vì sao sẽ ở chỗ này trương nguyên thanh lại hỏi từ tú nhi im lặng chưa trả lời hai bên rằng có một lát trong miệng cô bay ra một tiếng rên rỉ mê người bất đắc dĩ khuất phục nói là cô gái kia quan nhân chớ chia đùa người ta nữa yêu thương người ta đi trương nguyên thanh không chút dao động nói cô ta là ai trong sóng mắt lấp lánh của từ tú nhi đột nhiên phun ra oán độc cùng căm hận cắn răng nói, hậu nhân của âm dương tán nhân, kẻ khống chế thực tế của Trần âm dương. Cô ta vì sao phải nguyền rủa con trai bà Vương, từ Tú Nhi lại không nói chuyện nữa, túm lấy quần trương nguyên thanh, cầu xin, quan nhân, người ta thật khổ, van cầu ngài thương xót, mau cho tôi. Chày phục ma tỉnh hóa dụ hoặc trên người cô gái này, nhưng dứt bỏ mị hoặc đáng sợ kia không nói. Một cô gái dung mạo quyến rũ dáng người linh lung cầu lâm hạnh, làm đàn ông bình thường, không có khả năng không có ý gì. Đấu sức chịu đựng với mình. Công hiệu của chày phục ma chỉ có vài phút, cùng lắm thì ta đâm mình vài lần. Trương Nguyên Thanh cố nén không đi nhìn thân thể của cô, mặt không biểu cảm. Từ tú nhi thấy mình không thể dụ hoặc hắn nữa, khuất phục, ai oái nói. Người ta từ nhỏ đã xinh đẹp, lại bị gả cho một tên ma ốm, thành hôn không được mấy năm, con quỷ bệnh đó liền đi mất. Mấy năm qua khổ sở không có chỗ dựa, nhận hết xem thường cùng ức hiếp. Đứa con trai đó của bà Vương là lưu manh trên chấn, suốt ngày chơi bời lưu lồng, ban đêm của ngày nào đó lẻn vào nhà người ta bắt bắt nạt người ta người ta một nữ tử yếu đuối làm sao phản kháng lại một mình giữ khuê phòng nhiều năm sau vài lần liền liền qua lại với hắn nhưng dần dần thời gian dài kẻ phụ lòng đó liền chán ghét người ta cả ngày treo cô ta ở bên miệng từ tú nhi nghiến răng nghiến lợi nước mắt tuôn rơi nói tên lưu manh đó cũng không xem bản thân là mặt hàng gì cô ta là hậu nhân của âm dương tán nhân lại biết chút pháp thuật dân chúng trên trấn đều rất kính yêu cô ta kính trọng cô ta tôn thờ há là tên lưu manh kia có thể nhúng chàm ngoài miệng nói lời khen tặng sự ghen tị trong ánh mắt lại mãnh liệt như thủy triều có một ngày tên lưu manh đó lại tới tìm tôi cho tôi một bình thuốc bảo tôi vụng trộm bỏ vào trong nước trà của tôi cô ta cùng tôi tuổi sấp xỉ lúc nhỏ từng là bạn chơi cùng tôi muốn tiếp cận cô ấy cũng không khó tôi mới đầu không dám nhưng tên lưu manh này nói hắn đã âm thầm thương lượng với triệu viên ngoại nhất định giải quyết thỏa đáng sự việc, khiến cô ta không dám trả thù. Cho nên cô bỏ thuốc cô ta. Trương Nguyên thanh nheo mắt, "Đúng, Từ Tú Nhi chưa phủ nhận, oán độc cùng ghen tị trong mắt lại nảy lên, nghiến răng nghiến lợi nói: Tôi sau khi mất chồng, cô ta hàng ngày tới gặp tôi, an ủi tôi, nhưng cô ta càng thương hại, tôi liền càng hận cô ta. Nhan sắc tôi không kèm gì cô ta, vì sao số khổ như thế? Hai mươi mất chồng, bị Lưu manh bắt nạt, mà cô ta từ nhỏ cao quý." được dân chúng trên trấn kính yêu. Dựa vào cái gì, cô ta dựa vào cái gì không dính một hạt bụi, dựa vào cái gì sạch sẽ, tôi cũng muốn làm cô ta giống với tôi, bị lưu manh đùa bớn, nhìn người làm chồng. chương 369, cổ trấn che giấu kịch tình 6. Sau đó thế nào, Trương Nguyên Thanh hỏi, sau đó, từ Tú Nhi cười khanh khách nói, sau đó tôi liền không thấy cô ta nữa, nam nhân thối kia nói cô ta đã chết rồi, chết tốt, chết tốt. Thì ra là như thế, nguyền rủa trên thân hai người liền giải thích thông, mà bà Vương căm hận từ Tú Nhi như thế cũng có thể lý giải, con trai háo sắc có gì sai đâu, sai đều là quả phụ này, là cô ta dụ hoặc con trai, mới làm con trai trở thành quái vật người không ra người mèo không ra mèo, cái này phù hợp lập trường một người mẹ. Nhưng, từ Tú Nhi không phải vô cổ sư mà nói, bố trí trong nhà bà Vương, ra từ tay ai? Con trai bà Vương và triệu viên ngoại có cấu kết, mà triệu viên ngoại mời một pháp sư. Triệu viên ngoại, thợ rèn vương cùng Pháp sư ở trên chuyện này sắm vai nhân vật gì. Thật sự là ác độc nha, bởi vì ghen tị mà đánh mất lương chi. Trương Nguyên Thanh cúi đầu nhìn cô gái lẳng lơ quyến rũ tận xương, trong lòng không có chút nào dục niệm. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy trong đầu truyền đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, ngài đã kích hoạt nhiệm vụ ẩn một, dục hỏa không tắt 2 phần 3, dục hỏa không tắt, ghen tị cùng dục vọng, khiến cô ta xa ngã thành ma quỷ âm u, làm ra tội lỗi không thể tha thứ, tuyệt đối đừng bị cô ta dụ hoặc, bằng không sẽ rơi vào vực sâu. Ghi chú ta muốn khiến cô ta trầm luân ở trong dục vọng, biến thành kỹ nữ ai cũng có thể làm chồng đạo cụ nhiệm vụ, một khối ngọc vỡ. Thì ra là thế, chỉ có mình hoàn toàn chống lại được sắc đẹp, mới có thể đạt được tán đồng, một điểm này, chảy phục ma không thể đến giúp mình. Trương Nguyên Thanh xem xét ô vật phẩm, hai khối ngọc vỡ, tổ hợp thành ngọc bội hoàn chỉnh. Vật phẩm nhiệm vụ ẩn đã thu thập xong, nhưng tiến độ nhiệm vụ còn thiếu một cái. Từ tú nhi như phát điên cười lên một lát, dục niệm một lần nữa ập tới, vừa vuốt ve đôi chân, vừa bắt lấy quần trương nguyên thanh cầu xin nói: Quan nhân, người ta chịu không nổi nữa, xin ngài thương xót, xin thương xót. Đây là nguyền rủa của cô ấy đối với cô. Trương nguyên thanh nói: Một vấn đề cuối cùng, ở trước khi chúng tôi đến, có phải còn có một tên mập đi lên hay không? Từ tú nhi do dự một phen, cúi đầu nhìn về phía gầm giường. Trương nguyên thanh lập tức cúi người, quả nhiên ở gầm giường thấy được cật ngỗ gầm giường là một thân thể mảnh rẻ gò má gầy tóp giống như dân đói quanh năm ăn không no bụng trương nguyên thanh kéo hắn đi ra cẩn thận kiểm tra nhẹ nhàng thở ra nhóc mập biến thành gậy trúc khí thức cực kỳ mỏng manh nhưng còn có khí thức tồn tại chưa chết từ tú nhi cười nhạo nói gã vô dụng chỉ dùng mình trên thân người ta vài cái liền không được nữa trong lòng trương nguyên thanh yên lặng nói tiếng xin lỗi lão đệ hắn lúc trước bảo cật ngẫu đi dò đường một mặt là thổ quái sức bền cao phòng ngự mạnh một mặt khác là ma quân trầm luân sắc đẹp vẫn như cũ có thể vượt qua nói lên trình độ hung hiểm của cửa ải này hẳn là thấp hơn bà vương cửa ải đó sự thật cũng quả thật như thế cật ngỗ chưa chết nhưng nay xem ra hắn vẫn phán đoán mắc sai lầm xem nhẹ ma quân đánh giá cao cật ngỗ may mắn tới kịp thời nếu không nhóc mập rất có thể chết bởi tinh lực khô kiệt trương nguyên thanh cúi người sách lên mắt cá chân của các đồng đội mang từng người bọn họ quăng ra cửa sổ quan nhân chớ đi chớ đi từ Tú Nhi lăn xuống giường, vừa lăn vừa bò đuổi theo. Có thể nhìn ra cô rất thống khổ, khát vọng nam nhân đến hóa giải đau đớn. Cô cứ ở nơi này tiếp tục chịu nguyền rủa đi. Hắn không nhìn thân thể từ Tú Nhi thêm một lần nào, hai tay trống lên bệ cửa sổ, tung người nhảy xuống. Tiếng thét chói tai của từ Tú Nhi vang lên ở sau người. Tôi làm sao vậy? Hỏa đức tinh quân dần tỉnh lại, vỗ sau gáy, nói cả người đau đớn, cảm giác bị người ta đánh một trận. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo cùng Lý Thuần Phong sau đó chuyển tỉnh, thấp giọng rên rỉ. Sau khi dại ra vài giây, ba người lục tục tìm về ký ức trước khi hôn mê, lại nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc không thôi, không rõ đã xảy ra cái gì. Trương Nguyên Thanh nói kịch tình từ quả phụ đi xong rồi. Ngành đón ánh mắt mờ mịt của ba người, hắn mang sự việc kể đơn giản một lần, vô cùng đau đớn. Ba tên phế vật các người, chưa từng thấy nữ nhân sao. Vẹn vẹn một quả phụ đã mê các người thần hồn điên đảo. Ba người bọn Hỏa Đức Tinh Quân lộ ra vẻ mặt áy náy xấu hổ. "Cậu làm như thế nào?" Lý Thuần Phong ngoài cảm kích, lại có chút ngoài ý muốn. "Chỉ cần quá mức biến thái, phụ nữ liền không thể dụ hoặc ta." Trương Nguyên Thanh không biết nên vui sướng hay bi thương, thản nhiên nói, "Tôi tự nhiên có cách của tôi." Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân nhìn chằm chằm cật ngẫu gầy như que củi, nói, "Đây là ai vậy?" Chương 370, Đại quyết chiến 1. Cật ngẫu, Trương Nguyên Thanh nói, Lý Thuần Phong và Lily Ly Nguyên Thượng Thảo chấn động, đồng loạt cúi đầu đánh giá cật ngẫu, ngạc nhiên nói cậu ta sao lại thành như vậy. Đây là kết cục bị sắc đẹp dụ hoặc, Trương Nguyên Thanh lắc đầu thở dài, nhìn cật ngẫu hôn mê bất tỉnh, ba người lâm vào trầm mặc. Bọn họ rốt cuộc ý thức được mình vừa rồi thật sự đi ở quỷ môn quan một vòng. Nếu không có Nguyên Thủy Thiên Tôn chống đỡ được dụ hoặc, dẫn chúng ta rời khỏi, cật ngẫu chính là kết cục của chúng ta, không hổ là nhân vật thiên tài liên tục vượt qua cấp S, có đồng đội như vậy, quả thật làm người ta yên tâm. Lý Thuần Phong cảm khái từ đáy lòng, hỏa đức tinh quân và Lily Nguyên Thượng Thảo cảm kích nhìn về phía Trương Nguyên Thanh. Nên đi tìm quan nhã cùng nữ vương thôi, Trương Nguyên Thanh nhắm mắt, lắng động cảm xúc, cảm ứng vị trí của tiểu đậu bỉ. Không ngoài dữ liệu, sau khi rời khỏi khuê phòng của từ Tú Nhi, thông tin liền khôi phục, hắn một lần nữa cảm ứng được tiểu đậu bỉ tồn tại. Hắn lắng động cảm xúc, để ý thức theo liên hệ giữa chủ nhân cùng linh phó, buông xuống ở trong cơ thể tiểu đậu bỉ trương nguyên thanh mở mắt cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngẩn ra một phen tầm nhìn vặn vẹo ảm đạm mạch nước ngầm mãnh liệt vô số tạp chất chảy xuôi di động dưới nước tiểu đậu bỉ sao lại ở dưới nước hắn mờ mịt suy tư vài giây quyết định tiếp nhận quyền khống chế chủ đạo thân thể tiểu đậu bỉ nhưng sau khi sau hắn thất bại bởi vì tiểu đậu bỉ lúc này trạng thái bất thường nó đang ở trạng thái phát động kỹ năng tầm bảo theo bản năng thao túng thân thể bài xích bất cứ ảnh hưởng nào tới từ bên ngoài. Tình huống tương tự, từng xuất hiện ở đêm đó bao vây tiểu trừ hắc vô thường. Dưới nước có bảo vật, Trương Nguyên Thanh giật mình, nhưng chưa dừng thao túng, từng chút một ảnh hưởng tiểu đậu bỉ, ý đồ đánh gãy trạng thái của nó. Tiểu đậu bỉ linh trí mới mở, sức tự khống chế mỏng yếu, không sao khắc chế bản năng, nhưng thân là chủ nhân, hắn là có năng lực này. Lần trước ở tiểu học Tùng Hải chưa đánh thức linh phó, chủ yếu là muốn xem xem nó phát hiện bảo bối gì trước mắt quan nhã và nữ vương thân hãm nguy cơ hắn không thể tùy ý tiểu đậu bỉ mất khống chế tiếp mười mấy giây sau trương nguyên thanh hoàn toàn đạt được quyền khống chế mang đầu tiểu đậu bỉ từ trong nước rút ra tầm nhìn vừa biến đổi hắn thấy mặt sông trong suốt thấy bờ sông bên kia tảng đá đắp lên thấy bên bờ mọc đầy rêu xanh bên tai thì truyền đến thanh âm tràn đầy tuyệt vọng của nữ vương tôi tôi cảm giác đầu càng lúc càng choáng trái tim nhảy lên nhanh hơn có thể đột tử bất cứ lúc nào quan nhã Cô mất máu càng lúc càng nhiều, còn chịu đựng được không? Đưa súng trường cho tôi đi, tôi đến chống đỡ một lát. Quan nhã bị thương rồi, tình thế đã nguy hiểm như vậy sao? Trong lòng Trương Nguyên thanh nghiêm nghị, dâng lên sự lo lắng. Lúc này, hắn lại nghe nữ vương thở dài, 5 phút đồng hồ sớm đã vượt qua, xem ra bọn Nguyên Thủy là sẽ không đến cứu hai ta, bọn họ có lẽ bản thân khó bảo toàn, tôi còn trông cậy vào hắn có thể đến cứu chúng ta. Trương Nguyên thanh hoạt động tứ chi, xoay người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Ngoài 7-8 mét, quan nhã đứng ở bên đường, tựa lưng vào bức tường trắng, dơ súng trường, sắc mặt trắng bệch. Ống chân của cô quấn một cái áo đơn màu đen, hẳn là phần chân bị thương, không thể đứng vững, cho nên chỉ có thể dựa vào tường để chống đỡ thân thể, bắn mỗi một phát súng, sắc mặt của cô liền tái nhợt đi một phần. Nữ vương trang điểm xương khói vòng tay màu bạc, vẻ mặt kiên quyết bảo vệ ở bên cạnh quan nhã, gặp lúc có anh Linh lao lên, cô liền lấy bản thân ngăn cản, đảm đương khiên thịt, lại để quan nhã nổ súng đánh lui anh linh đáng nhắc tới trên thân cô chỉ mặc một cái áo lót vận động màu đen nâng lên khe rãnh trắng trèo thật sâu đầy đặn mê người xuống chút nữa là vòng eo chờ thắt lại bụng bằng phẳng mềm mại hoàn toàn khác với vòng eo quan nhã luyện ra đường mã giáp cùng cơ bụng nhạt ống chân quan nhã cột áo đơn cầm máu chính là cô ấy cởi ra anh linh bao vây các cô tổng cộng có 6 con thăm dò công kích như linh cẩu vồ mồi nhiều anh linh như vậy thế mà lại là anh linh Trương Nguyên Thanh nhanh chóng thay đổi chủ ý, trả lại quyền chủ đạo, hạ đạt chỉ lệnh đánh nhau cho tiểu đậu bỉ. Tình cảnh này, chính là cơ hội tuyệt hảo rèn luyện năng lực chiến đấu của tiểu đậu bỉ. Đoàn, quan nhã bóp cò súng, đánh lùi anh Linh ôm lấy mắt cá chân nữ vương, đánh cho nó thét chói tai thê lương, bóng dáng vặn vẹo. Nữ vương dùng mình một cái, tinh lực một lần nữa trôi đi, rốt cuộc không chống đỡ được, mềm nhũn ngồi bệt xuống, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch tôi, tôi không chống đỡ được nữa chương 371, Đại Quyết Chiến hai Mà càng làm cô tuyệt vọng là, còn anh Linh ghé vào bờ sông ngội đầu kia, không biết khi nào đã rời khỏi bờ sông, đang bò về phía các cô, tựa như muốn gia nhập đội hình vây công. Mặt khác, có lẽ là ảo giác, nữ vương cảm thấy ánh mắt đứa nhỏ chết tiệt kia luôn tập trung ở bộ ngực mình. Anh Linh mập mạp đáng yêu thế tới cực nhanh, đảo mắt bò đến phụ cận, quan nhã như đối mặt đại địch, xoay nòng súng, nhắm vào tiểu đậu bỉ. Sắc mặt cô ngưng trọng, quan sát ra con anh linh này lực lượng, tốc độ, so với anh linh khác xung quanh cường đại hơn nhiều. Đúng lúc này, đứa con nít mập mạp đáng yêu kia đột nhiên lộ ra vẻ mặt hung dữ, mở ra cái miệng nhỏ nhắn ngao một tiếng, bổ ngã đứa trẻ con màu da xanh đen dẫn trước. Ngón tay quan nhã đặt ở cò súng bỗng nhiên buông ra, đôi mắt đẹp hiện lên kinh ngạc. Thì ra đứa nhỏ không phải hướng về các cô, nó, chúng nó nội đấu rồi. Nữ vương vốn lâm vào tuyệt vọng, thấy một màn như vậy, trong đôi mắt xám xịt nở rộ ra thần thái lấp lánh tìm được đường sống trong chỗ chết khi ngẩn ra tiểu đậu bỉ đã ấn chặt anh linh màu xanh đen ở trên mặt đất mặc cho nó dãy ruộng như thế nào vẫn không dãy thoát đồng loại áp chế tiểu đậu bỉ cúi đầu cắn cổ anh linh xanh đen nhẹ nhàng hút một cái một làn khói đen liền hóa thành sợi dây nhỏ ùa vào miệng mũi nó thân thể tiểu đậu bỉ bỗng nhiên bành trướng khí thức khỏe mạnh hơn vài phần nó nếm được ngon ngọt không cần trương nguyên thanh dẫn đường nữa tự mình chủ động ngao một tiếng, lao về phía năm con anh linh còn lại. Anh linh xanh đen đối mặt kẻ địch cường đại, có gan tử đấu, nhưng đối mặt đồng loại cường đại, chúng nó giống như bị áp chế, lập tức tản ra chạy trốn. Tiểu đậu bị truy đuổi, rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn. Chuyện gì vậy, con anh linh nhỏ kia vì sao cứu chúng ta? Nữ vương ngoài sự bất ngờ, còn mờ mịt khó hiểu. Vẻ mặt quan nhã có vài phần mờ mịt, vài phần hồ nghi, nhẹ nhàng lắc đầu, nói, mặc kệ thế nào, tóm lại là được cứu rồi, không cần đám đàn ông thối đến cứu chúng ta. Cũng đúng, cuối cùng vượt qua nguy cơ, ngựa tỷ sinh tươi sụi lơ dưới đất, dựa vào vách tường, thở hổn hển bộ ngực kịch liệt phập phồng. Đang nói, hai người đồng thời nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Cùng với nguyên thủy thiên tôn la lên, quan nhã, nữ vương, nữ vương khẽ biến sắc, cố gắng chống đỡ thân thể mỏi mệt không chịu nổi, vội nói quần áo quần áo. Tuy cô trang điểm ăn mặc phong cách thiên hướng ngựa tỷ thành thục, nhưng còn chưa hào phóng đến mức chỉ mặc nội y lóa lổ rêu dao ở trước mặt đàn ông. Nữ vương vội vàng cởi bỏ áo đơn, dựa vào tường rẽ vào ngõ nhỏ, không để ý vết máu dinh dính, nhanh chóng khoác ở trên người. Chờ cô mặc xong quần áo, các đồng đội vừa mới chạy tới, còn chưa chờ nữ vương mở miệng, mấy người đàn ông thấy cô dung nhan tiểu tụy, chăm miệng một lời. Cô cũng bị thải bổ. Nữ vương gắt cái vớ vẩn gì vậy, sau đó thấy được cật ngỗ trên lưng hỏa đức tinh quân, ngạc nhiên nói hắn là ai vậy cật ngẫu hắn làm sao vậy hắn là như thế nào làm được trong nửa giờ gầy thành cái bộ dáng này nữ vương ngoài chấn động có chút hâm mộ lúc mấy người nói chuyện với nhau trương nguyên thanh ngồi xổm bên chân lão ti cơ thật cẩn thận thay cô lấy ra đầu đạn thương thế của chị rất nghiêm trọng mất máu quá nhiều không thể chiến đấu nữa trương nguyên thanh nhíu mày quan nhã cúi đầu nhìn biêu cảm đau lòng lại lo lắng của đối phương khóe miệng nhếch lên tài xế lâu năm kinh nghiệm phong phú vĩnh viễn sẽ để lại đường lui cho mình ở trong ánh mắt hoang mang của Trương Nguyên Thanh, quan nhã mở ra ô vật phẩm, lấy ra một ống tiêm. Cô thế mà còn có sinh mệnh nguyên dịch pha loãng. Nữ vương bất ngờ nói, Phó Thanh Dương rất ngang tàng nha, vật tư cấp chiến lược đưa cho chị họ như không cần tiền. Không được, chờ trở, trở, lại hiện thực, mình phải cố gắng liếm hắn. Trương Nguyên Thanh âm thầm líu lưỡi, một liều cuối cùng, giữ lại bảo mệnh, quan nhã đâm kim vào tính mạch cổ tay, tiêm vào một phần ba, tiếp theo lại tiêm vào một phần ba cho nữ vương nữ vương nét mặt tỏa sáng, làn da khôi phục đầy đặn no đủ, nhỏ giọng hỏi. Quan nhã, cô có phải con gái trưởng lão nào hay không thế? Vật tư cấp chiến lược, chỉ có cấp chấp sự mới có tư cách xin tuyên chuyển, thám báo cấp 2 không có quyền hạn sử dụng. Quan nhã lắc đầu, vẻ mặt nữ vương biến đổi, thử nói, vợ bé à? Quan nhã quay đầu nói, hỏa đức, đưa cật ngẫu lại đây. Tôi không cần, cật ngỗ uể oải đáp lại, không cần lãng phí sinh mệnh nguyên dịch quý giá ở trên người tôi, thổ quái chúng tôi có thể hấp thu lực lượng đại địa tẩm bổ thân thể. Rất may mắn, tôi chỉ là dương hư tinh mệt, không phải bị thương nặng, đại địa đủ để hồi phục sức chịu đựng của tôi. chương 372, Đại quyết chiến 3 Hỏa đức tinh quân vội vàng đặt cật ngẫu xuống, nằm ngang trên mặt đất. Dương hư tinh mệt, nữ vương rốt cuộc có rảnh hỏi chuyện vừa rồi, đánh giá bốn người đàn ông, mấy người đã gặp cái gì. Trương Nguyên Thanh lời ít mà ý nhiều báo cho quan nhã cùng nữ vương biết tình huống sự việc, khi chúng tôi chạy tới khuê phòng của từ quả phụ, cật ngỗ đã bị coi là bá thuốc vứt bỏ ở gầm giường, phàm là muộn một lát, hắn đã tổn thất dương khí mà chết, cho nên nói người trẻ tuổi, cấm dục là thật sự tốt, cấm dục khiến bạn không có phiền não. Nơi này Trương Nguyên Thanh không kể công nữa, dù sao nếu nói mọi người đều xác mình ta tỉnh, rất có thể sẽ gặp mọi người quốc công, mà hắn ngay từ đầu cũng quả thật không khống chế được, có chỗ bẩn. So với tứ bại câu thương, không bằng để một mình cật ngỗ đến phụ trợ mọi người vĩ đại quang minh chính nghĩa. Hỏa Đức Tinh Quân và Lý Thuần Phong gật đầu đồng ý, sắc là dao cạo xương. Sắc mặt cật ngỗ nghẹn đỏ bừng, xấu hổ muốn tìm kẽ đất chui vào. Sắc mặt quan nhã hơi tái nhợt, nhưng nhắc tới đề tài phương diện này, liền có tinh thần, cười mỉm nói. Nhóc mập Diễm phúc sâu nha, từ tú nhi có ngọt hay không, có khác phụ nữ trong hiện thực hay không? Chia sẻ một chút thể nghiệm với chúng tôi đi. Cật ngỗ cầu xin nói, đừng, đừng nói nữa, đừng nói nữa, cần thể diện. Nữ vương liếc bốn người khác một cái, cười nói, bốn người các anh có phát sinh quan hệ với tử tú nhi hay không? Không có không có, bốn người đàn ông chăm miệng một lời, chỉ có cật ngỗ không giữ được. Cật ngỗ xoay đầu đi, không ham sống nữa. Hai cô lại gặp cái gì, vì sao chật vật như thế? Lý Thuần Phong thành công nói sang chuyện khác, nữ vương liền mang việc mình gặp oán linh vây công nói một lần. Nói xong, cô nhíu mày lại, hồ nghi nói, về sau nữa, anh linh kỳ quái kia liền đuổi oán linh khác chạy đi rồi, hỏa đức tinh quân cảm thấy khó hiểu các anh linh của từ quả phụ nội chiến chẳng lẽ anh linh nhỏ đặc thù kia cố ý cứu các cô nữ vương khẽ lắc đầu tôi cũng không rõ cô trừng mắt nhìn trương nguyên thanh hầm hừ nói cậu cái gã thần giả du này lúc cần cậu không dùng được nếu không có anh linh nhỏ đột nhiên phát cuồng đuổi đi đồng bạn tôi cùng quan nhã giữ nhiều lành ít rồi quan nhã nhìn trương nguyên thanh lặng lẽ một lát đẩy ra đề tài anh linh nhỏ kia là linh phó của cậu hả Nữ vương bỗng nhiên quay đầu, vòng bạc dưới vành tai chấp lên, cô sững sờ nhìn chằm chằm Trương Nguyên Thanh. Trương Nguyên Thanh vươn tay búng vang ngón tay một cái, vài giây sau, hắn nhìn về phía ngõ nhỏ sau mọi người, nữ vương quay đầu nhìn, nơi đó rõ ràng không có cái gì cả. Phù, Trương Nguyên Thanh hướng tới mắt các đồng bạn thở ra một luồng thái âm lực. Trong mắt lập tức nổi lên cảm giác lạnh đau tê mỏi, sau đó, mọi người thấy trong ngõ nhỏ xuất hiện một đứa trẻ con mập mạp đáng yêu, tóc máu thưa thớt, đôi mắt đen lúng liếng như là một đôi cúc áo đen cái bụng nhỏ của nó căng phồng hừ hừ hoạt động tứ chi bò về phía trương nguyên thanh sao có thể nữ vương đang định nhìn kỹ cảm giác đau mỏi trong mắt tiêu tán anh linh nhỏ cũng theo đó không thấy không phải không thấy mà là cô không nhìn thấy thì ra là linh phó của nguyên thủy thiên tôn anh linh kia vẫn luôn có mặt cũng chính là nói hắn ngay từ đầu đã an bài linh phó ở bên cạnh mình cùng quan nhã chính là vì để tránh tình huống xấu, ở lúc cần thiết cứu chúng ta. Một chút thầm oán trong lòng nữ vương, ở lúc này tan thành mây khói. Sau đó, cô nghĩ tới cái gì, sắc mặt xấu hổ. Hắn vừa rồi thao túng linh phó thấy rồi nhỉ, nữ vương có chút xấu hổ, cô phản ứng lại, ừm, trừ xấu hổ, lại có một chút tự tin mờ mịt, xem ra cô rất hài lòng đối với ngực mình nha. Mặt khác, bị nguyên thủy nhìn thấy bộ dáng chỉ mặc nội y, lại là tâm lý như vậy, ít nhất nói rõ cô không phản cảm nguyên thủy thậm chế có chút hảo cảm quan nhã không biểu lộ gì liếc nữ vương một cái nháy mắt đã phân tích ra tâm lý của cô trương nguyên thanh cũng không biết diễn biến tâm lý phong phú của hai cô gái nói nữ vương kính nhờ cô một sự kiện làm gì cô theo bản năng cảnh giác suýt nữa muốn che bộ ngực đầy đặn đáng kiêu ngạo xuống nước giúp tôi nhìn xem tôi hoài nghi đáy nước có cái gì trương nguyên thanh chỉ vào mặt sông nữ vương hơi ngẩn ra khẽ thở phào một hơi sảng khoái đáp ứng, chờ chút. Vừa lúc muốn giặt vết máu trên quần áo, cô tới bên bờ, tung người nhảy xuống sông, phốc một tiếng, bọt nước văng tung tóe. Trương Nguyên Thanh tới bên bờ chờ đợi, thẳng đến lúc đáy sông cuồn cuộn đục ngầu, nữ vương lao ra khỏi mặt nước, mà trên người không dính giọt nước. Dưới sông không có gì, tôi thậm chế thổi ra nước bùn đáy sông kiểm tra rồi. Cô búng khẽ vòng bạc ở vành tai, chương 373, Đại quyết chiến 4. Không có gì, điều đó không có khả năng nha kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ sẽ không mắc lỗi trương nguyên thanh trầm ngâm vài giây rất nhanh có suy đoán tiểu đậu bỉ và nữ vương chưa đạt thành điều kiện kích hoạt cho nên kẻ trước ghé mãi vào bên bờ cúi đầu tìm kiếm nó cảm ứng được dưới nước có bảo vật nhưng lại tìm không thấy người sau khổ sở tìm hồi lâu không có thu hoạch đáy sông cất giấu cái gì là vật phẩm tương quan nhiệm vụ ẩn hay là lại mở ra một chi nhánh lấy tin tức phó bản này triển lãm ra không có khả năng có phụ tuyến khác. Nếu là nhiệm vụ ẩn, bảo vật dưới sông, vô cùng có khả năng chính là đạo cụ âm dương tán nhân lưu lại, đạo cụ từng khiến ma quân tiếc hận bỏ qua. Nghĩ đến đây, Trương Nguyên Thanh dục dịch, nói tôi tự mình đi xuống. Cậu đi xuống cũng tương tự, không có đồ chính là không có đồ. Nữ vương bĩu môi, tủm, Trương Nguyên Thanh nhảy vào nước sông đục ngầu, hoạt động tứ chi, bơi về phía đáy sông, đồng thời, hắn triệu hồi ra tiểu đậu bỉ, hy vọng mượn dùng kỹ năng tầm bảo, Tiểu đậu bị hiển hóa ở đáy sông, khi thì sang trái, khi thì sang phải, xoay mòn mòng như ruồi bọ không đầu. Trương Nguyên Thanh sau khi thò đầu đổi hơi hai lần, rốt cuộc bất đắc dĩ bỏ qua. Đáy sông quả thật không có cái gì, không có khả năng nha, giả thiết có liên quan với nhiệm vụ ẩn, vậy mình đã tập hợp đủ ngọc bội, theo lý thuyết có thể kích hoạt kịch tình. Xem ra ý nghĩ sai rồi, ngọc bội không phải mấu chốt. Hắn nhanh chóng chuyển động đầu óc, đồng thời cởi quần áo vắt khô nước. Trong làn nước tí tách rơi, hắn linh cơ khẽ động, nghĩ ra vấn đề ra ở nơi nào. Nhiệm vụ ẩn còn có một chi tiết chưa hoàn thành, kịch tình phó bản chấn âm dương, mình cũng chưa hoàn toàn phá giải, từ bản thân nhiệm vụ mà nói, còn chưa đạt thành viên mãn. Như vậy mục tiêu kế tiếp, chính là hoàn thành một chi tiết cuối cùng, phá giải kịch tình phó bản, đến lúc đó lại trở về xem. Hắn quay về chỗ mọi người nghỉ ngơi, nói các vị, chúng ta nên suy nghĩ, cửa ải tiếp theo là cái gì? Nữ vương vuốt ve vòng tròn màu bạc, nói trên trấn chỉ có sáu người chúng ta đã giải quyết ba người theo lý thuyết hẳn là đi xong kịch tình rồi quan nhã lắc đầu sai rồi trong thôn trấn có sáu người nhưng bà vương cùng xác mèo tính là một kịch tình cũng chính là nói trấn âm dương chỉ có năm kịch tình chúng ta đã vượt qua mèo nguyền rủa cùng quả phụ từ tú nhi nếu trận doanh tà ác bên kia tốc độ không chậm cũng vượt qua hai cái vậy kịch tình cuối cùng này chỉ sợ cần hai bên tranh đoạt trương nguyên thanh trầm giọng nói một nhân vật cuối cùng là pháp sư Pháp sư Triệu Viên ngoại mời đến. Triệu trạch, sương mù bao phủ cả tòa nhà, sương mù mỏng nhẹ như lụa, chậm rãi di động. Đột nhiên, sương mù xám xịt run lên, như là nước lũ mở cống, hướng về phương hướng nào đó chảy xuôi. Sương mù càng lúc càng mỏng, độ rõ ràng càng lúc càng cao. Bóng dáng Lý Hiền Tông dần dần hiện ra, trong miệng hắn ngậm dao gấp, tay trái xách một cái đầu giữ tợn, bàn tay phải kéo một cái hộp gỗ khắc hoa. Nắp hộp gỗ mở ra, sương mù dày đặc như đàn cá về ổ nhanh chóng chảy vào trong hộp. Chốc lát sau, sương mù dày đặc hoàn toàn tan đi, sảnh trong có 5 đồng bạn nằm, bốn kẻ hôn mê, một kẻ bị móc đi tim gan. Nhất phương khắc hoa hộp gỗ, hộp gỗ che mở ra, sương mù dày đặc như về bầy cá, rất nhanh chảy vào hòm trong. Khoảng khắc, sương mù dày đặc hoàn toàn tán đi, nội sảnh phục 5 tên đồng bạn, bốn gã hôn mê, một gã tâm can bị lấy đi. Ở trong chiến đấu vừa rồi, bọn họ lại tổn thất một đồng bạn. Nếu không phải Lý Hiển Tông ứng biến nhanh, sớm kịp sử dụng đạo cụ này, vây đồng bạn cùng triệu viên ngoại ở trong sương mù, lại tiêu diệt từng bộ phận, đội ngũ tuyệt đối sẽ tổn thất thê thảm nặng nề. Bây giờ năm người còn sống, Lý Hiền Tông, thanh niên mất tai trái, khô gầy người trung niên, người đàn ông đồ Âu dài ra, cùng với lặng lẽ ít lời người đàn ông tóc húi cua. Nghề nghiệp đối ứng là yêu mê hoặc, phu cổ sư, phu cổ sư, yêu mê hoặc, huyễn thuật sư. Cái phó bản chó má này, quyết chiến còn chưa bắt đầu, đã chết hai người. Lý Hiền Tông ném cái đầu triệu viên ngoại về phía núi vàng, tiếp theo đi đến bên cạnh đồng bạn, một cước đánh thức một người. Bọn mày lũ phế vật này, được việc không đủ hỏng việc có thừa. Lý Hiền Tông căm thức mắng, các đồng đội nhe răng nhếch miệng, lại không dám phản bác. Giết quái vật kia rồi, người trung niên khô gầy nhìn chung quanh, cần nhặt cái đầu tới cho mày, tặng mày nấu canh hay không. Lý Hiền Tông canh nhiệt châm chọc, hắc, vậy nhất định mời mày cùng nhau thưởng thức. Người trung niên khô gầy nhếch miệng cười nói, tao muốn hỏi là, cửa ải tiếp theo của chúng ta là cái gì? Hy vọng đừng chết người nữa. Bằng không, chờ đến đại quyết chiến, người của chúng ta chết quá nửa, đánh như thế nào? mươi 374, đấu trí so dũng khí 1. mày cho rằng trận doanh hợp pháp không chết người. Thanh niên mất tai trái thản nhiên nói. Lý Hiền Tông đang muốn nói chuyện, bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, ngài đã thành công đánh chết triệu viên ngoại, mời lập tức tới quảng trường trung tâm chấn, giết chết pháp sư tả ác, mở ra đại quyết chiến bờ sông bên tai đám người trương nguyên thanh đồng bộ quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở tinh ngài đã thành công vượt qua sắc đẹp dụ hoặc mời lập tức tới quảng trường trung tâm trấn giết chết pháp sư tả ác mở ra đại quyết chiến thật đúng là pháp sư vẻ mặt lý thuần phong ngạc nhiên trầm ngâm một phen suy đoán nói là vì câu chuyện kia bà vương nói trương nguyên thanh gật đầu ở trong câu chuyện của bà vương tên pháp sư kia là trợ thủ triệu viên ngoại mời đến chế phục yêu nữ móc tim gan người ta Dựa theo logic bình thường, pháp sư là nhân vật mạnh hơn so với thợ rèn cùng Triệu Viên Ngoại. Phó bản không có khả năng để trận doanh tà ác vừa lên đã gặp phải boss mạnh nhất nhỉ. Câu chuyện của bà Vương cùng miêu tả của Từ Tú Nhi là có thể làm chứng cho nhau. Ở trong câu chuyện của bà Vương, nữ yêu móc tim gan người ta, Triệu Viên Ngoại mời đến pháp sư trừ yêu, mà ở trong miêu tả của Từ Tú Nhi, con trai bà Vương cùng Triệu Viên Ngoại hợp mưu hại chết hậu nhân của Âm Dương tán nhân. Nơi này có điểm giống nhau chính là hai đám người đang đối phó hậu nhân của âm dương tán nhân khác nhau ở chỗ tính mục đích khác nhau pháp sư hẳn cũng là chân thật tồn tại bởi vì triệu viên ngoại và con trai bà vương nếu có thể hợp sức đối phó cô gái đáng thương kia sớm nên ra tay rồi vậy trong câu chuyện của bà vương sẽ không xuất hiện nhân vật pháp sư mà là bìa câu chuyện khác đương nhiên ở trước khi linh cảnh nhắc nhở xuất hiện những thứ này đều chỉ là phỏng đoán của trương nguyên thanh mặt khác hắn rốt cuộc biết bố trí trong nhà bà vương ra từ tay ai là pháp sư, pháp sư kia hẳn là Vu cổ sư, nữ vương đột nhiên nói. Trương Nguyên thanh liếc cô một cái, cô gái này cũng phản ứng lại rồi. Ở sau khi xác nhận từ Tú Nhi không phải kẻ nguyền rủa, nghe được tiếng linh cảnh nhắc nhở, cùng với nhớ lại câu chuyện của bà vương, cô nếu còn không phản ứng lại, liền uổng thân phận thủy quỷ cấp 3. Lý Thuần Phong nói, có thể bố trí nguyền rủa, khẳng định là Vu cổ sư, nhưng hậu nhân của âm dương tán nhân cũng biết nguyền rủa, như vậy xem ra âm dương tán nhân cũng là nghề nghiệp tà ác nữ vương lắc đầu, thân phận âm dương tán nhân không ai biết được. trong phương án vượt bản khác từng đề cập, dân chúng trên chấn nói âm dương tán nhân có thể hô mưa gọi gió, lại có thể khống chế lửa nóng xua đuổi cường đạo, nay lại thêm nguyền rủa quá nửa là năng lực của đạo cụ nhì. nói, tuyến kịch tình chúng ta từng đi trong cơ sở dữ liệu của chính phủ thế mà không có phương án vượt bản. hỏa đức tinh quân vẫn luôn cho rằng trong cơ sở dữ liệu ngũ hành minh nên thu nạp toàn bộ linh cảnh phó bản mới đúng. Nữ vương giải thích, phó bản linh cảnh giai đoạn siêu phàm số lượng nhiều mà tạp, rất nhiều người từ giai đoạn siêu phàm đến giai đoạn thánh giả, phó bản siêu phàm tổng cộng vào, có thể cũng không đến 10 cái, người nào đó thậm chí chỉ từng vào phó bản hai lần, đã cấp 2. Biểu hiện có hảo cảm của cô gái đối với một người đàn ông, chính là thường thường nói chuyện mang theo hắn. Quan nhã lại liếc nữ đồng nghiệp xinh đẹp cởi mở một lần. Nghĩ như vậy, cô nghiêng đầu nhìn nguyên thủy một cái, phát hiện hắn đang cúi đầu suy tư. Kịch tình ma quân nên đi, hẳn chính là kịch tình bây giờ của chúng ta, cho nên hắn sau đó nhìn lại, cảm thấy phó bản có nhiệm vụ ẩn, hẳn là cái này rất rõ ràng, đổi là mình, mình cũng có thể phân tích ra. Nhưng tên háo sắc kia đã thất thân với từ quả phụ, hơn nữa giết xác mèo, cho nên chưa kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Mặt khác, mình xem như đã hiểu vì sao phó bản Trấn âm dương sẽ xuất hiện nhiều loại tuyến đường, từng đội ngũ thực lực tổng thể so le không đồng đều, gặp phải kịch tình xác mèo cùng từ quả phụ, quá nửa liền đoàn diệt, cho nên tuyến đường khác nhau, đối ứng đội ngũ thực lực khác nhau. Hắn đang lúc suy nghĩ, Lý Thuần Phong nói: ở trước khi tới trung tâm thôn chấn, tôi cảm thấy chúng ta nên sắp xếp chiến thuật. Không cần lo lắng, tôi cảm thấy sớm vài phút hoặc muộn vài phút, có thể sẽ không ảnh hưởng đại cục. Lấy độ khó phó bản này, boss lớn hiển nhiên không phải bất cứ một bên nào có thể giải quyết ở trong vài phút. Mà bởi vì thế vạc ba chân, Lý Thuần Phong cho rằng nếu bọn họ không hiện ra, trận doanh đã quá nửa không dám đi đẩy boss ai cũng không muốn hai mặt thụ địch. chương 375, đấu trí so dũng khí 2. Đề nghị của hắn được đội trưởng Trương Nguyên Thanh tán đồng, cật ngẫu bây giờ không có cách nào chiến đấu, quan nhã, nữ vương, các cô còn dư lại bao nhiêu chiến lực. Nữ vương cảm ứng trạng thái của mình khoảng 70%. Cô chưa bị thương, tinh khí tổn hao nhiều giống với cật ngẫu, sinh mệnh nguyên dịch pha loãng bù lại hơn phân nửa thiếu hụt, nếu không nhiều nhất chỉ có 3-40% chiến lực. Quan nhã thì khác, vết thương do súng ở chân đã cầm máu, đang thong thả khép lại, nhưng bị thương phiền toái nhất chính là, vết thương cùng đau đớn sẽ làm đi đứng bất tiện, ảnh hưởng chiến đấu thật lớn. Thể thuật 50%, tấn công từ xa không thay đổi. Cô bình tĩnh đưa ra kết luận sau phân tích, cật ngẫu phế rồi, đội ngũ giảm bớt đến 6 người, Lý Thuần Phong là học sĩ, chúc thể lực thêm vào đó ở trong mắt nghề nghiệp tà ác không khác gì phế nhân. Quan nhã là tay súng bắn tỉa, chúng ta bên này thật sự có thể chính diện đối kháng nghề nghiệp tà ác, chỉ có bốn người. Lily Ly Nguyên Thượng Thảo là một yêu cấp 2, nhiều lắm đánh phụ trợ. Trong lòng Trương Nguyên Thanh bắt đầu nhanh chóng phân tích, Lý Thuần Phong rất tự mình hiểu lấy, nói: "Tôi có thể canh giữ ở bên cạnh quan nhã, tay súng bắn tỉa cần một người thủ hộ. Lúc cần thiết, tôi cũng có thể tiếp nhận nhiệm vụ bắn tỉa." "A, à, phó thuật chiến đấu tôi không tin tưởng, nhưng bắn súng tôi là từng luyện, tôi tinh thông đại bộ phận súng ống." Trương Nguyên Thanh nhìn về phía thiếu niên u buồn trầm tĩnh, "Cậu biết bắn không?" Ly Ly Nguyên Thượng Thảo lắc đầu, hắn là linh cảnh hành giả hoang dã, ở quốc gia súng ống quản chế nghiêm khắc, không có con đường cùng mạng lưới quan hệ luyện tập bắn súng, hơn nữa mục yêu ở lĩnh vực bắn không có thiên phú thêm vào. Trương Nguyên Thanh liền lấy ra súng ngắn bùng nổ, đưa cho Lý Thuần Phong, đạo cụ này cho anh, uy lực không tệ, anh cùng quan nhã phụ trách bắn từ xa. Ánh mắt mọi người lập tức hướng về phía súng ngắn đường kính nòng súng lớn. Lý Thuần Phong ngạc nhiên tiếp nhận, xem xét xong tin tức vật phẩm, kích động một phen, đạo cụ thật mạnh. Xem phản ứng của Lý Thuần Phong, đạo cụ này Nguyên Thủy Thiên Tôn đưa rất mạnh, hắn thế mà dễ dàng như vậy cho người ta mượn đạo cụ. Mọi người tò mò một phen, cực kỳ hâm mộ, đồng thời cảm khái Nguyên Thủy Thiên Tôn hào khí. Trương Nguyên Thanh sở dĩ đưa ra súng ngắn bùng nổ, là vì hắn khẳng định chính diện kiềm chế trận doanh tà ác, cái này ý nghĩa phải cận chiến. Dưới loại tình huống này, đã có một món găng tay du côn, hắn nếu lại cầm súng ngắn nghề nghiệp hỏa sư, rất có thể khiến hắn sinh ra ý nghĩ ta muốn đánh người tên, sau đó không quan tâm lao vào trận doanh tả ác. Đây là đang tìm chết, Trương Nguyên Thanh tiếp theo lấy ra bù nhìn, giao cho thổ quái cật ngỗ, nói. Đợi lát nữa, cậu đừng lộ diện, tránh ở xa xa, dùng đạo cụ này đối phó trận doanh tả ác. Sử dụng bù nhìn, cần vài giây thời gian chuẩn bị, trong cận chiến rất khó sử dụng, cho cật ngỗ xem như lợi dụng đồ bỏ. Cật ngỗ tiếp nhận bù nhìn, xem xong tin tức vật phẩm, vẻ mặt so với Lý Thuần Phong còn khoa trương hơn. Cái này, cái này, nhóc gầy ngây dại, đây là đạo cụ mình có thể sử dụng, mình đời này cũng chưa từng sờ vào đạo cụ xa hoa như vậy. Lại tặng ra một món, hắn rốt cuộc giàu có bao nhiêu. Ta cũng muốn, mấy người bọn nữ vương hỏa đức tinh quân sướng sở nhìn đội trưởng. Hết rồi, Trương Nguyên Thanh vội vàng xua tay, cũng đúng, liên tục tặng ra hai đạo cụ, chính hắn nhiều nhất giữ một món nữa, không có khả năng còn có chữ hàng. Các đồng đội tỏ vẻ lý giải, găng tay dù côn có thể giao cho ta nhanh nhẹn, con mắt người quan sát có thể khiến mình dự phán công kích của kẻ địch, lưỡi dao khát máu vũ khí cận chiến sắc bén, chạy phục ma tình hóa khắc chế yêu mê hoặc cùng huyễn thuật sư, bốn món thần khí cận chiến này là không thể cho mượn, giày khiêu vũ màu đỏ là đạo cụ trung tâm, khăn voan đỏ là đạo cụ bảo mệnh, nhẫn dịch dung không có công năng đối địch, lư hương thiên thiềm mà nói, rốt cuộc là độc mình, hay là độc kẻ địch. Mình quả thật không có đạo cụ. Lý Thuần Phong vui vẻ thu hồi đạo cụ, nói: "Nguyên Thủy và Hỏa Đức tinh quân còn có nữ vương chính diện đối địch, Ly Ly Nguyên Thượng thảo đánh phụ trợ, tìm cơ hội xuống tay." "Quan nhã cùng tôi tấn công từ xa." Cật Ngỗ mà nói, "Cậu căn cứ năng lực bù nhìn, tự sử dụng." Trung tâm thôn trấn, nước sông uốn lượn chảy, mang đất trống ở trung tâm mổ thành hai nửa. Mảnh đất trống này ở trung tâm trấn, ngày thường bị dân chúng thôn trấn dùng để phơi thóc, tụ hội quần thể, hoạt động, giao dịch các thứ. Bờ sông nước hơi chảy xiết, còn có đài đá dùng cho giặt quần áo. Bóng người mặc áo bảo đen đứng ở giữa mảnh đất trống, ngừng đầu lên, tắm rửa ánh mặt trời, tựa như rất hưởng thụ cảm giác lại thấy ánh mặt trời. chương 376, đấu trí so dũng khí 3. Hắn đã bị nhốt ở trong thôn trấn 5 tháng dài lâu, loại thời gian không thấy mặt trời này làm người ta phát cuồng. Phía nam mảnh đất trống kia, trong ngõ nhỏ, tiểu đậu bị lén lút thò đầu ra, đôi mắt to đen lúng liếng cảnh giác quan sát xung quanh. Chỗ sâu hơn, Trương Nguyên Thanh cùng các đồng đội dán lưng vào tường, thấp giọng nói: "Pháp sư ở đất trống ngẩn người, trước mắt chưa quan trắc được bóng dáng trận doanh tà ác." Lý Thuần Phong đoán không sai, đối phương rất lén lút. "Hừ, muốn tọa sơn quan hổ đấu, trận doanh tà ác đúng là không biết xấu hổ. Nhưng chúng ta cũng nghĩ như vậy mà." Hỏa Đức Tinh Quân thầm nhủ, "Đợi một chút nữa đi." Nữ Vương cẩn thận nói, "Một mảnh đất trống khác cũng là ngõ nhỏ." Người trung niên khô gầy dán lưng vào tường, thật cẩn thận liếc ra bên ngoài một cái, rụt đầu về. Hắn quay về chỗ sâu trong ngõ nhỏ, ở đường mòn mọc đầy rêu xanh, do đá phiến cùng đá cội ghép thành, thấy các đồng bạn. Bọn nhãi con trận doanh hợp pháp rất âm hiểm nha, chưa thỏ đầu ra. Người trung niên khô gầy đề nghị, chúng ta trước đừng động vào pháp sư, lôi bọn chúng ra xử lý trước. Cục diện thế chân vạc là củng cố nhất, ai cũng không muốn làm vật hy sinh, ai cũng muốn đối phương làm vật hy sinh. Thanh niên mất tai trái hử lạnh nói lúc này so đấu chính là kiên nhẫn, hy vọng trong trận doanh hợp pháp có hỏa sư. Người đàn ông đồ Âu dày ra lắc đầu, cho dù có hỏa sư, chỉ sợ cũng đã chết, quá nửa không đi đến cuối cùng. Lúc này, so đấu chính là kiên nhẫn, Lý Hiền Tông trầm ngâm một lát, nói trước đợi một chút, người có kiên nhẫn nhất mới có thể làm thợ săn, để tao nghĩ biện pháp một chút. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, địch, lão tử chịu không nổi nữa, chơi đi, hỏa đức tinh quân cuối cùng hết sạch kiên nhẫn lý thuần phong và ly ly nguyên thượng thảo một người đè lại một bên bả vai nhẫn nại phải nhẫn nại lý thuần phong cảnh báo trương nguyên thanh trầm ngâm nói đợi một chút nữa chúng ta phải làm thợ săn không thể làm con mồi nếu cậu thật sự không nhẫn nại nổi vậy chúng ta liền rút lui đi siêu tầm tung tích nghề nghiệp tà ác lúc này quan nhã phân tích nhớ rõ miêu tả trong phương án vượt bản không đội ngũ dẫn đầu đến quảng trường có thể đạt được phần thưởng vừa rồi linh cảnh nhắc nhở là bảo chúng ta giết chết Pháp Sư, mở ra đại quyết chiến. Nói cách khác, ai giết chết Pháp Sư, phần thưởng liền thuộc về kẻ đó. Trương Nguyên Thanh đảo qua mọi người, nói, tôi có một ý tưởng, nháy mắt giết chết Pháp Sư. Người trung niên khô gầy nhìn chằm chằm Lý Hiền Tông, ngạc nhiên nói, mày xác định có thể nháy mắt giết chết Boss to sao, dựa theo chiến lược thợ rèn và triệu viên ngoại để phân tích, Pháp Sư này rất có thể là cảnh giới thánh giả, cho dù là cấp 4, nhưng cũng là cảnh giới thánh giả nha bọn mày quên món đồ này rồi sao? Lý Hiền Tông khẽ lật lòng bàn tay, cây kim thép dính vết máu khô cạn xuất hiện ở trước mắt mọi người. Thanh niên mất tay trái nhớ lại tin tức đạo cụ, mắt sáng lên. Nó có thể giết chết pháp sư, cho dù không được, cũng có thể bị thương nặng, chúng ta hợp sức, nhanh chóng đánh gục một tên thánh giả bị thương nặng, không có vấn đề. Chớ quên, Lý Hiền Tông là từng giết thánh giả, đợi lát nữa tao sẽ phóng thích sương mù, che mắt tầm nhìn của trận doanh hợp pháp, bọn mày theo sát tao, chúng ta tốc chiến tốc thắng. Lý Hiền Tông nói, nhưng trước đó, cho tao vài phút thời gian trước, dứt lời, hắn đi đến một bên, khoác thêm một cái áo khoác dơ bẩn có mùi, hai đầu gối hơi quỳ xuống, chắp tay cầu nguyện. Để ta giết chết Pháp Sư, hành động thuận lợi để ta giết chết Pháp Sư, hành động thuận lợi. Nghề nghiệp phu cổ sư, đạo cụ giai đoạn thánh giả. Người trung niên khô gầy vẻ mặt thèm nhỏ rãi, ở trước khi trận doanh ta ác phản ứng lại xử lý Pháp Sư, đạt được phần thưởng. Lý Thuần Phong trầm ngâm nói, cái này vẫn có thể tính là một biện pháp tốt, nhưng độ khó rất lớn. Trương Nguyên Thanh chậm rãi nói, dựa theo cấp bậc độ khó của Trấn Âm Dương, Pháp Sư tỷ lệ đại khái là thánh giả, giai đoạn siêu phàm mà nói, chỉ có thể bị chúng ta thay phiên làm nhục. Ừm, thánh giả cấp 4 là cao nhất, nếu quá mạnh, chính là hai bên chúng ta bị hắn thay phiên làm nhục, không phù hợp cơ chế cân bằng. Mấy người chúng ta liên thủ, chỉ cần làm ra bố trí châm trích, có tâm tính vô tâm, phần thắng thật lớn. Ừm, tôi có một món đạo cụ, có thể tịnh hóa nguyền rủa của vu cổ sư, nhưng hiệu quả không lớn đối với độc tố. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo liền nói ngay, tôi có giải độc hoàn, có thể suy yếu độc tố. Quan Nhã Trầm Ngâm nói, tôi có thể nổ súng hiểm hộ mọi người, cho dù đối phương là thánh giả, chúng đạn của tôi cũng phải bị thương. chương 377, Boss Talk 1, Cật Ngỗ vội nói, tôi có thể dùng bù nhìn nguyền rủa hắn, đối phó vu cổ sư chưa chắc hữu dụng, nhưng có thể ảnh hưởng. Lý Thuần Phong bổ sung nói, súng ngắn nguyên thủy cho tôi có hiệu quả phá giáp, tôi phụ trợ quan nhã bắn. Mọi người bàn bạc một phen, chế định xong kế hoạch hành động, Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Hành động, hành động, Lý Hiền tông áo khoác cũng không cởi, một tay cầm dao gấp, một tay nâng hộp gỗ, dẫn dắt đồng đội chạy ra khỏi ngõ nhỏ. Đúng lúc này, Lý Hiền Tông vừa mới lao ra khỏi ngõ nhỏ, bại lộ ở trong ánh mặt trời, đột nhiên thấy chéo đối diện cũng chạy ra một đám người. Không ổn, bọn chó trận doanh tà ác đi ra rồi. Đáng chết, nhãi con trận doanh hợp pháp cũng đi ra rồi. Người hai bên bất ngờ không kịp đề phòng, vẻ mặt đều cứng đờ, vội vã dừng bước. Đều có cảm giác hao tổn ti em cơ mai phục kẻ địch, lại phát hiện kẻ địch cũng đang mai phục mình. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Lý Hiền Tông dừng bước, liếc một cái liền nhìn ra trận doanh hợp pháp bên kia, người trẻ tuổi cầm đầu, chính là đối tượng mình muốn săn bắn. Một bên khác, Trương Nguyên Thanh thốt ra, Lý Hiển Tông thế mà lại là Lý Hiền Tông, ghép đến cùng phó bản, cái này thật đúng là oan ra ngõ hẹp, nguyên thủy thiên tôn, tiếng người trung niên khô gầy đột nhiên cất cao, là nguyên thủy thiên tôn kia của phân bộ Tùng Hải. Nguyên thủy thiên tôn chợ đen trong lòng đất treo thưởng xếp thứ năm. Ba đồng bạn khác lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không sai, chính là hắn, Lý Hiền Tông nhếch miệng, thú vị, mày thế mà cũng ở trấn âm dương. Bố mày từng cân nhắc xong phó bản này đi ra ngoài làm thịt mày đổi tiền thường, lần này tốt rồi, bớt việc ồ đúng tao nghe nói đoạn thời gian trước kẻ này thiếu chút nữa bị lý hiển tông giết cái này thật đúng là oan ra ngõ hẹp người trung niên khô gầy cười hề hề nói oan ra ngõ hẹp người đàn ông đồ âu dày ra trước mắt cố ý cao giọng nói chỉ thằng nhãi này cũng xứng làm oan gia của lý hiển tông cái đó cần lực lượng ngang nhau mới được mà thằng nhãi này chỉ xứng quỳ gối trước mặt lý hiển tông cầu xin tha thứ mấy đứa nhãi con hợp pháp bên kia bọn mày chết chắc rồi người trung niên khô gầy lập tức hiểu dụng ý của đồng bạn nhỏ đến vật lộn, lớn đến hai quân giao phong, tâm lý chiến đều cực kỳ quan trọng. Hắn vừa hô lớn ra tên Lý Hiển Tông, vừa lớn tiếng nói. Ngũ hành minh thật sự là ngày càng xuống dốc, tay mơ bọn họ tôn sùng, chẳng qua là con mồi của đội trưởng. Thằng nhóc, nhìn thấy Lý Hiển Tông có mềm nhũn chân hay không, quỳ xuống gọi vài tiếng ông nội, bọn tao cho mày toàn thây, thế nào? Đám nghề nghiệp đã ác cười lên lên quái dị khà khà. Trận doanh hợp pháp bên này sắc mặt không quá dễ coi. Tuy biết đây là kẻ địch cố ý đả kích sĩ khí bên ta, nhưng đối mặt kẻ địch đáng sợ như vậy, tâm tính không chịu ảnh hưởng là không có khả năng. Thế mà lại ghép với Lý Hiền Tông, đây chính là hung đồ xếp hàng đầu trong danh sách treo thưởng của chính phủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không phải đối thủ của hắn. Nữ vương khẽ biến sắc, theo bản năng quay đầu nhìn đội trưởng bên cạnh một cái. Nhớ ngày đó, sau khi sự kiện Lý Hiền Tông ở Tùng Hải chế tạo tập kích khủng bố, suýt nữa giết chết Nguyên Thủy Thiên Tôn truyền ra, cô còn từng tham dự thảo luận mọi người nhất trí cho rằng nguyên thủy thiên tôn so với lý hiển tông yếu hơn không ít không ngờ hắn vẫn không thể thoát khỏi số mệnh này không không chỉ là hắn bản thân mình cũng khó bảo toàn ly ly nguyên thượng thảo là tán tu không quá mẫn cảm đối với tin tức bên ngoài nhưng nghe được ba chữ lý hiển tông bỗng nhớ tới lời nữ vương khi giới thiệu nguyên thủy thiên tôn từng nói lý hiển tông này là kẻ địch lớn của đội trưởng hơn nữa đội trưởng còn là bại tướng dưới tay hắn trong lòng thiếu niên mộc yêu dùng mình Trừ hỏa đức tinh quân nghe được kẻ địch chào phúng đội trưởng nhà mình, cơn tức tăng vọt, tâm tình người khác đều trở nên nặng nề. Lúc này, Pháp Sư bị vây giữa hai bên nhìn quanh một vòng, hừ lạnh nói. Tay sai triều đình, rốt cuộc vẫn là tìm tới nơi này rồi sao? Không đợi mọi người đáp lại, nhận định hai bên là chó săn của triều đình, hắn ngẩng đầu lên, phun ra những làn khí xanh biếc, như khói đặc nhanh chóng tràn ngập. Có gió ủng hộ, khí thể xanh biếc hướng hai bên tuôn trào đến lui ra phía sau người đàn ông trung niên khô gầy hét lớn một tiếng mở ra ô vật phẩm bắt ra một con cóc bạch ngọc giơ lên trên khí thể xanh biếc chen trúc lao vào trong miệng con cóc trong trước mắt con cóc bạch ngọc biến thành màu xanh lục đậm một bên khác nữ vương tre ở trước mặt đồng đội hai tay làm ra động tác nâng trong tiếng ảo ảo, nước sông hóa thành con rồng giận dữ uốn lượn bay múa nuốt khí thể xanh biếc như xương mù dày đặc vào trong bụng màu sắc con rồng nước nhất thời biến thành màu xanh lục nhạt chương 378, Boss stock 2, đoàn, 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 nơi xa vang lên tiếng súng, ở nháy mắt sương mù xanh biết tiêu tán, trận doanh hợp pháp dành trước đánh lén trận doanh tà ác. Hành giả trận doanh tà ác mắt nhìn bát phương tai nghe lục lộ, sớm có phòng bị, không chút hoang mang làm ra ứng đối, hoặc quay cuồng, hoặc nghiêng đầu, hoặc bổ nhào chéo đi. Trong nháy mắt người đàn ông khô gầy bổ nhào, nghe thấy tường đất phía sau truyền đến tiếng vang trầm, xuất hiện lỗ đạn thật sâu, bốc ra khói thuốc súng. Hắc, Cách xa như vậy, muốn đánh lén bố mày." Khóe miệng hắn vừa mới nổi lên nụ cười khinh thường, lại là một tiếng súng vang, nhưng mục tiêu lần này không phải hắn, mà là con cóc màu xanh lục đậm rơi xuống ở một bên. Con cóc bằng ngọc nhất thời vỡ tan, mảnh vỡ bắn ra bốn phía, khí thể xanh biết giam cầm ở trong đó nháy mắt trào ra, bao trùm khu vực này. Vừa rồi nổ súng không phải Quan Nhã, mà là Lý Thuần Phong, hắn bắn chỉ là thủ thuật che mắt, yểm hộ cho Quan Nhã công kích. Nữ Vương thấy thế, Lập tức dừng ý nghĩ giải tán rồng nước, hai tay sửa nâng thành đầy để rồng nước hóa thành màn mưa hướng về trận doanh tà ác bị khí độc bao phủ. Lúc này, pháp sư áo bảo đen từ trong túi bên hông lấy ra một cây gậy trống giải ba thước, thân trượng tối đen như mực, đỉnh chóp được khảm một viên ngọc thạch màu đen to bằng quả trứng gà. Hắn giơ cao gậy trống, trong miệng phát ra tuyên ngôn trầm thấp mà uy nghiêm, tất cả đều phải chết. Ngọc thạch màu đen đỉnh gậy trống chợt sáng lên, phát ra ánh sáng yếu ớt âm u. Quan nhã đầu ngõ giơ súng nhắm bỗng nhiên trái tim đau xót, dừng nhảy lên. Cô ôm ngực, chậm rãi ngồi xổm xuống, đau đớn há mồm thở dốc. Lý Thuần Phong cũng như thế, Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, cùng với đám người Lý Hiển Tông trên quảng trường đồng thời ôm trái tim, sắc mặt trắng bệch. Nguyên rùa, Nguyên rùa cường đại, điều, điều đó không có khả năng. Thanh niên mất tai trái đau đớn lẩm bẩm, nguyên rủa của thánh giả cấp 4 không nên mạnh như thế. Thánh giả cấp 4 là có thể nguyên rủa giết bất cứ một người nào ở đây, nhưng đó là nguyền rủa một vs 1, một, nguyền rủa kiểu bao trùm không nên có uy lực như vậy. Một vầng hào quang màu vàng mãnh liệt bùng nổ, Trương Nguyên Thanh nửa ngồi xổm tiêu trừ nguyền rủa ảnh hưởng, cũng ném ra chày phục ma trong tay, đồng thời, hắn thi triển giả du lao về phía pháp sư. Chày phục ma phát ra hào quang màu vàng bắn nhanh đến, pháp sư vung gậy trống, keng một tiếng, gạt bay chày phục ma. Bảo thạch màu đen phát ra vầng sáng âm trầm, lập tức tiêu tán, nguyền rủa biến mất đây là công năng phá ma của chảy phục ma có hiệu lực trương nguyên thanh tung người vững vàng tiếp được chảy phục ma lượn vòng hướng về nơi xa quan nhã ngả người về phía sau dựa vào tường đất nên ngồi thì ngồi nâng lên nòng súng thật dài nhắm pháp sư bóp cò súng cô quyết đoán bỏ qua bắn rỉa nghề nghiệp tà ác bởi vì pháp sư quá mạnh một cái vô ý chính là đoàn diệt lúc này cần phân rõ chủ yếu và thứ yếu đoàn viên đạn bắn trúng đầu pháp sư nhưng xuyên thấu chỉ là một cái bóng Pháp sư giờ gậy chống xuất hiện ở cách mấy mét, mà áo choàng của hắn không biết khi nào đã rách ra. Chiều cao của hắn đạt tới 2 mét, thân hình bao trùm giáp cứng rắn, hai chân cơ bắp cuồn cuộn, không tráng kiện, tương tự với chi sau của châu chấu. Khuôn mặt hắn trở nên dữ tợn xấu xí, tựa như côn trùng, vòi miệng dữ tợn, cái chán thỏ ra hai cái xúc tu. Quan nhã kéo nòng súng, đẩy vỏ đạn ra, lại bắn một phát. Viên đạn một lần nữa bắn trúng tàn ảnh, pháp sư xuất hiện ở một bên khác của quảng trường, hai chân như chi sau châu chấu cùng xúc tu giao cho hắn sức phản ứng cùng tốc độ vượt quá tưởng tượng. Pháp sư rốt cuộc chú ý tới cô, đôi mắt đen như tinh thạch nhìn qua. Trong lòng Quan Nhã trầm xuống, lúc này, cô thấy Trương Nguyên Thanh không để ý tất cả bổ nhào tới, vì cô mà lao về phía pháp sư. Pháp sư thu hồi ánh mắt, hướng về Trương Nguyên Thanh, nhưng kẻ địch trước mắt này lại đột nhiên biến mất. Xúc tu trên trán pháp sư khẽ động, không biết là đang cảm ứng luồng không khí hay là phóng thích tín hiệu nào đó, hắn bỗng nhiên quỳ gối hướng phía bên phải quật ra đòn roi chân sắc bén bốp một bóng người bị quật bay chính là trương nguyên thanh hai cánh tay giao nhau ở ngực hắn bay lên cao cao quay cuồng chạm đất cổ họng thanh thanh ngọt ngọt hai đầu gối pháp sư trầm xuống đang định truy kích bỗng cúi đầu ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cẳng chân nơi đó có một vết chém thật sâu chất lỏng đặc màu xanh lục ồ ồ chảy ra hắn ngẩng đầu gậy trống chỉ về phía trương nguyên thanh viên đá quý màu đen phát ra hào quang màu đen Trương Nguyên Thanh chỉ cảm thấy cẳng chân đau đớn, máu thịt không tiếng động nứt toát ra, cũng không ngừng mở rộng. Hắn không chút suy nghĩ, chạy phục ma hung hăng đâm vào đùi. Chương 379, đánh giết boss 1. Hào quang màu vàng tắm rửa toàn thân, xu thế máu thịt phần chân sụp đổ lập tức ngừng lại. Cẩn thận, hắn có thể lấy thương thế bản thân làm trung gian, phát động nguyên rủa. Trương Nguyên Thanh vừa nói xong, trong tầm mắt, pháp sư hóa cổ kéo ra từng tàn ảnh, kéo dài mãi tới trước người mình. Tri giác của hắn ở giờ khắc này đạt đến mức tận cùng, thăm dò được đối phương hành động, không chút suy nghĩ, hướng sang bên phải quay cuồng. Dầm, gậy chống đập mạnh trên mặt đất, đập nứt gạch đá. Pháp sư vừa giơ gậy chống, Hỏa Đức tinh quân cách đó không xa ngửa ra sau vùng cánh tay, ném về phía hắn một quả cầu lửa bị nén đến mức tận cùng. Ầm, um, quả cầu lửa rơi xuống đất nổ tung, nổ ra một cái hố khoa trương, mà bóng dáng pháp sư tiêu tán ở trong sóng xung kích. Trương Nguyên Thanh ngẩng đầu nhìn, quát hắn đến rồi. Hỏa đức tinh quân vừa lui về phía sau, vừa ném ra quả cầu lửa, bao trùm không gian phía trước. Nhưng bóng dáng pháp sư khi thì bên trái, khi thì di chuyển sang phải, bằng vào tốc độ tránh đi từng quả cầu lửa, tới gần hỏa đức tinh quân, đấm một cú trúng bụng người thanh niên khôi ngô. Thân hình hỏa đức tinh quân chợt cong lại, con người tan rã. Ngọn lửa mãnh liệt bao lấy hỏa đức tinh quân, mà ở hơn chục mét phía sau pháp sư, một ngọn lửa bỗng nhiên bành trướng, biến ảo thành hỏa sư ôm bụng, quỳ xuống đất thở dốc. Hai hiệp, hai chủ lực trận doanh hợp pháp đã cực kỳ nguy hiểm. Boss to khó nhận quá, muốn rút trước hay không? Trận doanh tà ác đã từ trong khí độc bao phủ thoát thân, thấy một màn như vậy, âm thầm líu lưỡi. Không, bây giờ có trận doanh hợp pháp cùng nhau chống đỡ, giết hắn mới có cơ hội, chờ pháp sư xử lý những thằng nhãi con này, chúng ta quá nửa cũng phải xong đời. Thanh niên mất tai trái đưa ra lý do của mình, pháp sư dung hợp cổ trùng, là cổ tầng cấp cực cao, có năng lực cảm giác, nhanh nhẹn, lực lượng cùng tự lành, khó có thể tưởng tượng hắn là như thế nào bồi dưỡng ra loại cổ trùng này. Luận cận chiến mà nói, yêu mê hoặc các người đều không phải đối thủ của hắn. Lý Hiền Tông chậm rãi gật đầu, vẻ mặt ngưng trọng. Tay sai của triều đình, hôm nay là ngày các ngươi táng thân. Pháp sư giữ tợn khép mở cái miệng, phun ra tiếng người. Đột nhiên, trong con người của hắn chợt xuất hiện ánh sáng màu đỏ, một đám khí đen bao phủ đầu hắn. Pháp sư đau đớn ôm đầu, phát ra tiếng gầm nhẹ như giã thú, lý trí ở dưới làn khí đen này bao phủ nhanh chóng tiêu tán lý thuần phong đầu ngõ nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh thấy cật ngỗ gầy trong tay cậu ta nắm một con bù nhìn mặt mày ngũ quan của nó rõ ràng là pháp sư hóa côn trùng cơ hội hành giả hai bên trận doanh sáng mắt lên thân là vô cổ sư cảnh giới thánh giả đối với nguyền rủa có sức miễn dịch cường đại chỉ hai hơi thở khí đen bao phủ ở trên đầu pháp sư liền nhanh chóng tan đi lý trí một lần nữa trở về đoàng ra tay trước hết là quan nhã nòng súng nâng lên, nhắm chỉ trong nháy mắt, theo cỏ súng bóp xuống, nòng súng thật dài phun ra khói thuốc súng. Pháp sư vừa khôi phục lý trí bật ngửa ra sau, giống như bị người ta gõ một gậy vào đầu, cái chán truyền đến một tiếng, rắc, chất sừng cứng rắn nứt ra, chất lỏng xanh lục đậm đặc phun trào. Sau khi một phát súng đánh vỡ phòng ngự của kẻ địch, quan nhã lập tức lấy ra nửa ống sinh mệnh nguyên dịch pha loãng, nắm ở lòng bàn tay, chuẩn bị tiêm vào bất cứ lúc nào, để ngừa đối phương lấy thương thế làm trung gian thi triển rùa. May mắn là, bên cạnh cô là một đám đồng đội có thể tín nhiệm. Khoảnh khắc tiếng súng vang lên, nữ vương tháo xuống vòng bạc trên vành tay, ra sức ném. Vòng tròn màu bạc xoay tròn lao về phía pháp sư, khi tiếp xúc đến thân hình khôi ngô cao 2 mét, nhanh chóng hóa thành vòng nước, xuyên thấu thân thể, chợt co lại. Cái này hạn chế hành động của đối phương rất tốt, cắt ngang nguyền rủa đến tiếp sau. Bắt lấy cơ hội đồng đội kẻ địch chế tạo, Lý Hiển Tông cùng Trương Nguyên Thanh một trước một sau, song song lao về phía pháp sư. Người trước một tay đinh thép, một tay dao gấp, người sau một tay chảy phục ma, một tay lưỡi dao khát máu. Hai người đều có vũ khí của yêu mê hoặc tự mang hiệu quả phá giáp, có thể phá vỡ chất sừng phòng ngự cứng rắn. Đúng lúc này, Pháp Sư bị hai vòng nước trói buộc, hai đầu gối quỳ xuống, trong miệng lẩm bẩm Không biết có phải trùng hợp hay không, một cái quỳ này của hắn, hoàn toàn tránh được vũ khí kẹp đánh trước sau, để nó sát tay trái cùng tay phải đâm vào không khí. Kỹ năng trung tâm của vô cổ sư cấp 4 cầu nguyện, Cầu nguyện là một loại vô thuật, phù cổ sư cấp bậc này, ở trước khi hành động, thường thường sẽ thu thập tài liệu, cử hành nghi thức cầu nguyện, lại thông qua chú ngữ chỉ vô cổ sư có, hướng tồn tại vĩ đại trong cõi nào đó cầu nguyện, khẩn cầu đối phương phù hộ, để mình hành động thuận lợi. Chương 380, đánh giết boss 2, mà ở lúc đối địch, bởi vì không có khả năng đạt được thời gian đầy đủ, khâu bố trí nghi thức có thể trực tiếp bỏ qua, niệm chú ngữ liền có thể cầu nguyện, chỉ là hiệu quả suy giảm mạnh. Nhưng cho dù như thế, một vị vu cổ sư cảnh giới thánh giả niệm chú ngữ thi triển cầu nguyện cũng đủ để ứng phó kẻ địch giai đoạn siêu phàm không phải lý hiền tông loại dựa vào đạo cụ cầu nguyện này có thể so sánh ầm um, pháp sư giấy hai cánh tay mạnh mẽ căng lên nổ tung vòng nước trạng thái quỳ xuống hắn bật người lên lên gối hút về phía trước tránh không được trương nguyên thanh mang con mắt người quan sát sớm nhìn thấu hành động của đối phương vội vàng thu hồi lưỡi dao khát máu đâm ra ý niệm khẽ động triệu hồi ra dày khiêu vũ màu đỏ hai luồng ánh sáng mỏng manh màu đỏ sẫm giao nhau bao lấy hai chân, giày chạy biến thành giày khiêu vũ cỡ lớn mới tinh. Đã không tránh được, vậy giao cho đạo cụ có thể tránh được. Ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ thao túng, Trương Nguyên Thanh chân phải không chịu khống chế nâng lên, thân thể ngửa ra sau, vừa vặn đá vào trên đầu gối hung mãnh đánh tới. Dầm, dưới phản lực thật lớn, lòng bàn chân hắn phát tê, bay lên biên độ nhỏ, bay ngược về phía sau. Pháp sư chưa truy kích kẻ địch, xoay tròn ở trên không, hướng phía sau quật đòn do chân. Bốp, Lý Hiền Tông nâng cánh tay đón đỡ, bị quật cho lảo đảo một trận. Tất cả các người đều phải chết, thanh âm pháp sư trầm thấp uy nghiêm, sơ lên cao gậy trống, để đá quý màu đen phần đầu phát ra hào quang âm trầm tối tăm. Mỗi người ở đây, một lần nữa thể nghiệm được trái tim bị người ta bóp chặt, có thể đột tử bất cứ lúc nào. Lý Thuần Phong dựa lưng vách tường nghe thấy bịch một tiếng, đáy lòng trầm xuống, theo tiếng nhìn lại, cật ngẫu ngã xuống đất, con người xuất hiện tan rã hắn cơ thể yếu ớt, không chống đỡ được, lập tức mất đi ý thức. Nhưng trí mạng nhất không phải cật ngẫu, mà là Lý hiền Tông giờ phút này cách Pháp Sư gần nhất. Sau khi hướng mọi người phóng thích nguyền rủa Pháp Sư dịch chuyển tức thời đến trước người Lý hiền Tông, vùng gậy chống, muốn đánh nổ đầu chó của đối phương. Đoàn, tiếng súng vang dội quanh quẩn ở bên tai mọi người, Pháp Sư mạnh mẽ làm ra động tác ngửa ra sau, tránh né viên đạn. Nhưng căn bản không có viên đạn, tiếng súng là người đàn ông tóc húi cua chế tạo ra ảo thính hắn một tay vịn tường, một tay để ở bên môi, bắt trước ra tiếng súng của quan nhã. Lý Hiền Tông ngồi sổm, khuôn mặt nổi lên từng sợi gân xanh, diện mạo dữ tợn, vị yêu mê hoặc từng săn giết thánh giả này, trong tuyệt cảnh bộc phát ra tiềm lực đáng sợ, bật người dậy, hóa thành tàn ảnh lao về phía trong lòng pháp sư. Phốc, dao gấp đâm vào bụng pháp sư, đâm xuyên qua chất sừng cứng rắn. Hắn không sử dụng đinh nguyền rủa là vì vật phẩm tiêu hao đó không có hiệu quả phá giáp. Giống, pháp sư phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, đá quý đỉnh chóp gậy chống lưu chuyển hào quang âm trầm, chuyển đổi nguyên rùa. Lý Hiền Tông thét lớn một tiếng, máu thịt ở bụng toát ra, máu tươi tuôn trào. Pháp sư một lần nữa dơ cao pháp trượng, chuẩn bị thi triển nguyên rùa toàn thể. Đoàng, tiếng súng vang lên, một lần này không phải ảo thính, mà là quan nhã bóp cò súng. Pháp sư kéo ra từng tàn ảnh, tránh đi viên đạn ngắm chuẩn, đột nhiên, xúc tu ở chán hắn khẽ nhúc nhích, bắt giữ được động tĩnh đến từ phía sau. Hắn xoay phát người lại, vặn lưng, kéo bả vai, hung hăng vụt gậy chống xuống. Đinh, đốm lửa văng khắp nơi, gậy chống bị lưỡi dao khát máu đỡ được. Không thể cho hắn tiếp tục thi triển nguyên rủa cơ hội, công kích phải nối tiếp chặt chẽ, bằng không toàn thể xong con ong. Trương Nguyên Thanh đánh lén thất bại, khóe mắt liếc qua hỏa đức tinh quân lao tới, lòng bàn tay phun ra ngọn lửa mãnh liệt, ngừng tụ thành một cây trường đao lửa đỏ phát ra nhiệt độ cao. Xúc tu trên chán pháp sư khẽ động, bắt giữ được nguy cơ. Không do dự, Trương Nguyên Thanh nắm chặt hai tay, đập ở trước ngực, chỉ nghe tiếng nổ vang ầm, sóng xung kích cuốn ngọn lửa khuếch tán đi bốn phương tám hướng. Xúc tu trên trán pháp sư kịch liệt run rẩy, mất đi cảm giác chuẩn xác. Cũng chính là lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân chạy tới, bước chân đạp mạnh một cái, trường đao lửa đỏ quét ngang. Phốc, lưỡi đao nóng rực sắc bén chém chuẩn xác ở phần bụng dao gấp đâm ra, mở rộng vết thương, hình thành một vết thương cháy đen dữ tợn. Pháp sư phẫn nộ gầm nhẹ một tiếng, giơ lên gậy trống. Ngay lúc này, hai vòng tròn từ trên trời giáng xuống, một cái trói buộc nửa thân trên, một cái trói buộc hai chân, cắt ngang làm phép. Đoàn, quan nhã và Lý Thuần Phong đồng thời nổ súng, từng viên đạn bắn vào trên thân Pháp Sư. Nữ vương nhấc chân chạy như điên, hô Trương Nguyên Thanh, đưa đao cho tôi. Trương Nguyên Thanh không chút suy nghĩ, vung ra lưỡi dao khát máu. Nữ vương lấy tay tiếp nhận, nhảy lên cao cao, cầm dao lá liễu, hung hăng đâm về phía sọ Pháp Sư. Trường 381, đánh giết Boss 3 phốc đầu pháp sư hơi lệch đi lưỡi dao khát máu đâm trúng bả vai chất lỏng đặc xế tanh tưởi phun trào ra bắn đầy người nữ vương lúc này bởi vì nữ vương áp sát kẻ địch quan nhã cùng lý thuần phong phía sau rừng bắn thấy pháp sư bị thương nặng nổi giận gầm lên một tiếng nặng nề hai cánh tay giãy vỡ vòng nước phát động nguyền rùa bả vai nữ vương nổ tung nhưng bắn tung tóe lên không phải máu thịt mà là bọt nước trong suốt cô lấy năng lực thủy quỷ khéo léo tránh né nguyền rủa cắn trả nữ vương quyết đoán lui về phía sau thấy pháp sư chưa đuổi theo mà là lảo đảo tại chỗ trong lòng vui vẻ kêu lên trạng thái của hắn suy yếu rồi một tiếng kêu này đã là nói với đồng đội cũng là hô cho trận doanh tà ác nghe dứt lời cô bỗng nhiên a à một tiếng hai chân mềm nhún cả người vô lực đồng thời yết hầu phát ngứa phổi nóng rát bắt đầu kịch liệt ho khan khụ 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 trương nguyên thanh và hỏa đức tinh quân đều che miệng kịch liệt ho khan chúng độc rồi kẻ địch trước mắt này là vu cổ sư, phù cổ sư am hiểu độc tố. Trong lòng quan nhã và Lý Thuần Phong dùng mình, quả nhiên bóp cò súng, sáng tạo cơ hội cho đội trưởng. Lúc này, người của trận doanh đã ác giống như thấy được cơ hội, người trung niên đồ tây dày ra đeo hai cái nắm đấm thép, sỏ dày ra bóng loáng, bốp bốp bốp, lao về phía pháp sư. Người trung niên khô gầy cúi thấp người, mồm kéo dài, biến thành mặt chuột, bên má mọc ra dâu đen dài nhỏ, cơ bắp phần chân căng lên rách ống quần, một cái đuôi to như cánh tay từ xương cụt kéo dài ra. Trong chớp mắt, hắn biến thành người chuột, cái tay đã hóa thành móng vuốt từ ô vật phẩm lấy ra một ống trúc đen xì. Người đàn ông tóc húi cua gầm nhẹ một tiếng, hai cánh tay ôm lấy căn nhà phía sau, thế mà lại cứng rắn mang cả căn nhà tính cả móng rút ra, ra sức ném mạnh về phía pháp sư. Đây đương nhiên là ảo thuật, nhưng ở trong cảm giác của pháp sư, nguy hiểm tới gần. Hắn theo bản năng tránh sang một bên, bụng bỗng nhiên tê dần, một cây kim độc xanh biết đâm vào chỗ vết thương do đao cháy đen, kim độc trợt hòa tan, xâm nhập trong cơ thể hắn. Ảo thuật và kim độc hỗ trợ lẫn nhau, đánh lén thành công. Nhưng thân là vô cổ sư cảnh giới thánh giả, chút độc tố này đối với Pháp sư mà nói, không đau không ngứa. Trận chiến đấu này từ vừa bắt đầu, trận doanh tà ác đã bị khắc chế. Quan nhã nơi xa từ trong đó đạt được linh cảm, thừa dịp loạn nổ súng, đầu đạn súng trường bén nhọn chúng mục tiêu cái gáy Pháp sư, đánh ra hiệu quả nổ tung. Pháp sư hướng phía trước lảo đảo một cái, vừa vặn lao chúng tây nắm đấm sắt đeo bảo vệ ngón của gã đồ Âu. Bốp bốp bốp, từng cú đấm sắt như mưa rào trút xuống ở trên mặt, bụng pháp sư, tuy chỉ là cấp 2, nhưng yêu mê hoặc trời sinh sở trường chiến đấu, combo hung mãnh đánh boss không chút sức mẻ. Thiếu niên mộc yêu luôn ở bên cạnh xem cuộc chiến, lúc này vững vàng kéo đi mấy vị đồng đội chúng độc, từ trong túi lấy ra viên thuốc, phân phát cho ba người bọn Trương Nguyên Thanh, nói. Nhai một chút rồi nuốt, nói xong, hắn lại từ trong ô vật phẩm lấy ra một cây hương to bằng đầu ngón tay, hỏa đức tinh quân, anh hỗ trợ chút. Hỏa đức tinh quân sắc mặt suy sụp, nhai viên thuốc, hai ngón tay trà sát ở trên hương, làn khói lượn lờ, một mùi thơm mát của cỏ cây thấm vào ruột gan ùa vào xoang mũi, hắn chỉ cảm thấy tinh thần rung lên, vấn đề của yết hầu và phổi được giảm bớt. Chờ một lát nữa, độc của các người có thể giải. Thiếu niên mộc yêu tiếp theo cho Trương Nguyên Thanh cùng nữ vương ngửi hương, sau đó dập tắt, đây là vật phẩm tiêu hao, dùng chút nào mất chút đó. Trong đội ngũ có thuật sĩ hồi phục vẫn là làm người ta rất an tâm, trong lòng Trương Nguyên Thanh cảm khái, ánh mắt nhìn chằm chằm tình hình chiến đấu nơi xa. Pháp sư nâng tay bóp chặt cổ gã mặc đồ Âu, hung hăng quật xuống đất. Dầm, gạch nứt nẻ, trong miệng, chóp mũi gã mặc đồ Âu trào ra máu tươi. Người chuột vội vàng chi viện từ xa, phốc phốc phốc, kim độc liên tiếp bắn nhanh, có cái bị chất sừng ngoài thân Pháp sư đánh văng, có cái đâm vào vết thương, trừ mang đến đau đớn mãnh liệt, cũng không thể lay động vị vu cổ sư cảnh giới thánh giả này. Lý Hiền tông bụng máu tươi đầm đìa, lưng cong lại, như báo săn tới gần pháp sư, đinh nguyền rủa hung hăng đâm về phía cái gáy chất sừng sụp đổ. Đó là vết thương quan nhã gây ra. Pháp sư, giác, một tiếng bẻ gãy cổ gã mặc đồ Âu, tiếp theo trầm hung ngồi xổm, làm Lý Hiền tông đánh lén thất bại, một tay khác nắm gậy chống vụt về phía đỉnh đầu. Bốp, gậy chống vụt mạnh lên cổ tay Lý Hiền tông, quật vỡ xương cánh tay, đinh nguyền rủ nhất thời rơi xuống. Sắc mặt Lý Hiền Tông không thay đổi, nhẹ nhàng nâng chân đá đinh nguyền rủa về phía người chuột. chương 382, thắng bại 1, làm xong động tác này, hắn đã làm tốt chuẩn bị bị pháp sư áp sát tấn công nhanh, nhưng lúc này, nơi xa một tiếng súng nổ vang, chúng vào ngực pháp sư, bắn xuyên qua hộ giáp, bắn ra vết thương sâu bằng một ngón tay. Boss quả thật trượt trạng thái rồi, đã không tránh được viên đạn tập kích. Mắt Lý Hiền Tông sáng lên, đạp bước tiến lên, hướng vết thương ngực trái viên đạn bắn ra đâm dao gấp ra. a à, một đao này đâm xuyên qua trái tim, pháp sư hét lên thê lương, các người đám tay sai triều đình này, đều phải chết. Hắn dùng ra chút sức cuối cùng, nâng lên trượng trong tay, đá quý màu đen ở đỉnh chóp nở rộ hào quang tối tăm âm trầm. Mọi người ở đây sắc mặt trắng nhợt, trái tim đau như đau ngoáy, cảm giác đau đớn cùng hít thở không thông như thủy triều bao phủ bọn họ, liên tục gặp ba lượt nguyền rủa hiệu quả trồng chất, mỗi người đều cảm giác sinh mệnh đang nhanh chóng trôi đi, bất cứ lúc nào cũng có thể đi đến điểm cuối. Lý Hiền Tông, Trương Nguyên Thanh, Nữ Vương và Hỏa Đức Tinh Quân cảm thụ rất rõ ràng. Trước mắt Trương Nguyên Thanh biến thành màu đen từng đợt, đầu óc trống rỗng, mất đi năng lực suy nghĩ. Thật, thật khó chịu, sắp chết rồi. Lý Thuần Phong sắc mặt trắng bệch, lảo đảo bổ nhào vào bên người cật ngỗ hôn mê, nắm lên bù nhìn trên mặt đất, hai tay bóp chặt đầu, phát lực mạnh. Thân thể pháp sư cứng đờ, đầu bao phủ một tầng khí đen, nguyền rủa gián đoạn. Lý Hiền Tông tỉnh táo lại trước hết, cúi người lao vào trong lòng pháp sư, giang hai tay ôm lấy phần eo, đồng thời trầm hông xuống, để cơ bắp quanh thân căng lên, đạt tới hiệu quả thiên cân trụy. Mau, tấn công gáy hắn, Lý Hiền Tông gầm nhẹ, người chuột lập tức nhét Đinh nguyền rủa vào ống trúc, hít sâu một hơi, mang toàn bộ không khí trong phổi nháy mắt thổi ra. Phốc, đinh nguyền rủa thành công xuyên thấu vết thương toát ra ở gáy. Thân thể pháp sư cứng lại, linh thể nhanh chóng tiêu tán đứng thẳng bất động vài giây ẩm ẩm ngã xuống kết thúc rồi nhìn thấy một màn này mọi người đều như chút được gánh nặng thở dốc từng hơi từng hơi tựa như đã trải qua bôn ba đường dài rốt cuộc đi đến điểm cuối cảm giác mỏi mệt mãnh liệt ập đến cùng lúc đó linh cảnh hành giả hai bên trận doanh bên tai quanh quẩn tiếng linh cảnh nhắc nhở tinh ngài đã thành công đánh giết pháp sư tạ ác mời lập tức thu hoạch phần thưởng đánh giết trận doanh đối địch trong nháy mắt Mọi người trận doanh tà ác và trận doanh hợp pháp lại đứng bật dậy, ngồi dậy, từng ánh mắt đồng thời đặt ở trên gậy chống cạnh thi thể. Khác với người khác là, Trương Nguyên Thanh còn có tiếng nhắc nhở thứ hai. Tinh, Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn một Pháp Sư Tham Lam 3 phần 3. Pháp Sư Tham Lam, vì mưu đồ bảo vật âm dương tán nhân lưu lại, hắn cùng triệu viên ngoại cùng vương lưu manh trong thôn trấn ám hại hậu nhân của âm dương tán nhân, nhưng trừ một cây pháp trưởng có nguyền rủa mạnh mẽ, hắn chưa đạt được gì cả ghi chú, người sẽ giống với ta, vĩnh viễn ở lại trong thôn trấn đạo cụ nhiệm vụ, pháp bảo âm dương chưa nhận. Hoàn thành nhiệm vụ ẩn rồi, giống với mình nghĩ, một chi tiết cuối cùng là giết chết pháp sư. Gậy chống hẳn chính là phần thưởng, giết xong boss cướp đạo cụ, cái này so đấu là sức bền của đoàn đội nha, tình huống thân thể mình bây giờ rất không ổn, thể lực trượt dốc quá nghiêm trọng. Pháp bảo âm dương, chưa nhận, phải đi đâu nhận, đúng rồi, dưới sông, trong nháy mắt này, trong đầu Trương Nguyên Thanh hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng không có thời gian nghĩ kỹ nữa, bởi vì Lý Hiển Tông cách gậy chống gần nhất, đã lao về phía đạo của mạnh mẽ này. Hành động này, khiến mọi người trận doanh hợp pháp adrenaline tăng vọt. Đoàn, nơi xa vang lên tiếng súng, Lý Hiển Tông, cuối người đi nhặt pháp trượng sớm bổ nhào một bước, liên tục quay cuồng, chỗ ban đầu của hắn xuất hiện một cái hố đạn khoa trương. Hắn vẫn luôn chú ý động tính của tay súng bắn tỉa, làm ra dự đoán trước. Thấy thế, Trương Nguyên Thanh đi giày khiêu vũ màu đỏ, dẫn trước làm gương lao tới bên gậy trống, nhặt đạo cụ này lên. Nguyên Thủy, nữ vương kêu lên, Trương Nguyên Thanh ngẩn ra, lúc này mới phát hiện trong tay trống rỗng, pháp trượng biến mất, không, nó chưa bao giờ bị nhặt lên. Nhặt lên pháp trượng là ảo giác của hắn, hắn trúng ảo thuật rồi. Phốc, phốc, người chuột phồng má lên, ống trúc dài nhỏ bắn ra kim độc xanh biếc. Không cần Trương Nguyên Thanh thao túng, giày khiêu vũ màu đỏ mang theo hắn tự động xoay tròn, xoay tròn, xoay về phía xa xa, hai cây kim độc sát qua bên người hắn. Thanh niên mất tay trái lao ra như mũi tên nhọn, tranh đoạt pháp trượng lẳng lặng nằm ở trên mặt đất. Hắn vừa tới gần pháp trượng, trước mặt liền bay tới hai cái vòng tròn, cuốn lấy trên thân cùng hai chân của hắn. Bốp, thanh niên mất tay trái theo quán tính bổ nhào tới, ngã như chó ăn cức, đập thật mạnh ở trên mặt đất. Đoàn, chương 383, thắng bại 2, viên đạn của quan nhã chuẩn xác trúng đầu thanh niên mất tay trái, xương cốt cùng tổ chức máu thịt bắn tung tóe, vị vu cổ sư này bị một phát súng bắn chết. Bao gồm Lý Hiền Tông ở trong, ba gã nghề nghiệp tà ác còn sót lại đáy lòng phát lạnh. Lúc này, Hỏa Đức Tinh Quân dùng tay ném một cây trường mâu lửa, chuẩn xác đóng đinh ở cạnh pháp trường, mà bản thân hắn thì bị một ngọn lửa bao vây, xuất hiện ở trong ngọn lửa do mâu lửa hóa thành. Hỏa Đức Tinh Quân nhanh chóng cúi người, cầm gậy chống. Ở nháy mắt đồng bạn cúi người, Quan Nhã và Lý Thuần Phong đều tự tập trung một kẻ địch, bóp cò súng đánh yểm hộ cho hỏa đức tinh quân làm tốt lắm vẻ mặt trương nguyên thanh vui vẻ đi giày khiêu vũ màu đỏ trợ giúp hỏa đức tinh quân để bảo đảm hắn thuận lợi lấy được pháp trượng nắm giữ gậy trống liền nắm giữ quyền chủ đạo lòng bàn tay lý hiển tông không biết khi nào xuất hiện một cái hộp gỗ nắp hộp rác mở ra ngay sau đó sương mù dày đặc tràn ngập quảng trường che phủ tầm mắt vừa rồi lúc đối phó pháp sư hắn trước sau không dùng đạo cụ này bởi vì pháp sư có năng lực cảm ứng đặc thù sương mù ảnh hưởng không lớn đối với hắn, ngược lại sẽ làm bên ta, trận doanh hợp pháp biến thành người mù, bị pháp sư chém giết dối bởi một phen vô ích. Quan Nhã và Lý Thuần phong ngón tay cứng đờ, không thể không dừng hỏa lực yểm hộ. Dưới sương mù dày đặc, tầm mắt bọn họ chịu cản trở, không dám bắn súng nữa, cái này rất dễ dàng ngộ thương, ngộ sát đồng đội. Tấn công từ xa bị kẻ địch khắc chế, dưới sương mù dày đặc bao phủ, tầm mắt hỏa đức tinh quân chịu cản trở, nhưng vẫn dựa vào cảm giác, chụp vào chỗ gậy trống, dù sao cái này ở dưới chân. Phốc phốc, xương mù dày đặc rung động, hai cây kim độc xanh biếc xuyên thấu xương mù như lụa mỏng, chúng ngược hỏa đức tinh quân. Lý Hiền Tông mượn dùng xương mù dày đặc che giấu, như quỷ mị áp sát, dao gấp xẹt qua ở giữa không trung, hướng thẳng tới cổ họng hỏa đức tinh quân. Đinh, Trương Nguyên Thanh đi giày khiêu vũ màu đỏ vừa lúc chạy tới, lưỡi dao lá liễu dựng thẳng về phía trước, lưỡi dao gấp ở trên lưỡi dao khát máu ma sát ra đốm lửa chói mắt. Trương Nguyên thành thuận thế bắt lấy bả vai Hỏa Đức Tinh Quân, ném hắn về phía sau, hô to, "Hỏa Đức chúng độc rồi." Cùng lúc kêu gọi, hắn không quên một cước đá pháp trượng về phía xa. Thân thể khôi ngô của Hỏa Đức Tinh Quân bay ra hơn 10 mét, rơi ra khỏi phạm vi xương mù dày đặc bao phủ. Thiếu niên Mộc yêu nhanh nhẹn kéo Hỏa Sư đi, đầu tiên là nhét vào trong miệng hắn mấy viên thuốc giải độc, lại lấy ra đàn hương, giải ở trên vết thương nhỏ bé chỗ ngực kim độc xâm nhập. Cái này chỉ có thể bước đầu chung hòa độc tố có thể sống sót hay không còn phải nói sau. Về phần chiến đấu, khẳng định là không có khả năng. Ly Ly Nguyên Thượng Thảo tính toán sơ qua một lần chiến lược của hai bên, nghề nghiệp ta ác còn ba người, mà bên ta chỉ còn đội trưởng và nữ vương, sương mù dày đặc lại là sân nhà của kẻ địch. Trong mắt hắn hiện lên sầu lo, bên tai Lý Hiển Tông nghe tiếng pháp trượng len keng quay cuồng, vừa phán đoán khoảng cách nó lăn đi, vừa nhếch miệng cười nói. Duyên phận, ngày đó ở bệnh viện Bình Thái, cũng là sương mù dày đặc như vậy, tao là đánh mày như thế nào? Có cần tao giúp mày nhớ lại một lần hay không? Trương Nguyên Thanh mặt không biểu cảm, thản nhiên nói. Có hay không một loại khả năng, hôm nay sẽ quỳ xuống cầu xin tha thứ là mày. Ồ, hơn một tuần không gặp, mày là lên tới cấp 3, còn có đạt được đạo cụ loại quy tắc. Hoặc là, mày cảm thấy cái khăn van đỏ kia, còn có thể sinh ra uy hiếp đối với tao. Ý tứ lời này của hắn là, hắn có đạo cụ khắc chế cô dâu ma. Trong lòng Trương Nguyên Thanh trầm xuống, khăn van đỏ là con bài chưa lật của hắn, dùng để đối phó kẻ địch không thể đối phó của giai đoạn này, nếu là bị khắc chế, vậy hắn liền ít đi một con bài chưa lật để lật ngược thế cờ. Sương mù dày đặc chặn tầm mắt quan nhã cùng Lý Thuần Phong, hai người không có cách nào nổ súng. Mình mặc dù có giày khiêu vũ màu đỏ giúp đỡ, nhưng chỉ có thời gian không đến 3 phút, muốn ở trong sương mù dày đặc bao phủ chiến thắng Lý Hiển Tông, rất khó. Làm không tốt, nữ vương có thể sẽ chết. Trong lòng Trương Nguyên Thanh nhanh chóng cân nhắc, suy nghĩ, phân tích xong thế cục, trong lòng khó tránh khỏi có chút nôn nóng. Lúc này, tiếng cười điên cuồng vang lên, cách đó không xa, tiếng cười càn rỡ của người chuột truyền đến, tao lấy được rồi, tao lấy được gậy trống rồi. Trương Nguyên Thanh biến sắc, khóe miệng Lý Hiển Tông nhếch lên, không tệ, một tuần có thể có tiến bộ lớn như vậy, thiên phú của mày khiến tao ghen tị, cho nên mày hôm nay phải tử. Còn thất thần làm gì, nguyền rủa bọn chúng. Chương 384, thắng bại 3. Vừa rồi hắn cũng không nhàn rỗi, vừa bám trụ nguyên thủy thiên tôn vừa mịt mờ ra tín hiệu cho đồng bạn nói cho y vị trí gậy trống lợi dụng xương mù dày đặc chỉ dẫn đối phương tìm được gậy trống người chuột cười quái dị hắc hắc sơ lên gậy trống đồng thời cao giọng nói lý hiển tông đây là một món thần khí mày không biết nó cường đại bao nhiêu đâu đột nhiên hắn thấy xương mù dày đặc phía trước kịch liệt run rẩy ngay sau đó một cái chân dài hóa thành sợi roi hung hăng quật về phía đầu người chuột lập tức thu hồi gậy trống đánh về phía cú quật chân vụt ra tiếng xé gió kia. Bốp, gậy chống cùng roi chân đồng thời hướng về phía ngược lại đàn hồi. Người chuột lảo đảo một cái, mà chủ nhân đòn roi chân thì khéo léo xoay người, hóa giải lực lượng bắn ngược, đồng thời lại một đòn vụt chân đánh tới. Người chuột chưa từng gặp công kích hung dữ sắc bén như vậy, bị roi quật ở bên mặt, như cưỡi mây đạp gió bay ra ngoài, pháp trượng trong tay ẩm ẩm ngã xuống đất. Ai tới, Lý Hiền Tông cùng Trương Nguyên Thanh đồng thời ngẩn ra, ngay sau đó, Trương Nguyên Thanh liền nghe thấy tiếng của quan nhã, Nguyên Thủy, chị không nhìn thấy, chưa chết thì kêu một tiếng. Sao chị qua đây, trong lòng Trương Nguyên Thanh mừng như điên, không chút do dự đấm hai nắm tay vào nhau, chế tạo ra chấn động vụ nổ như lựu đạn đương lượng nổ cao. Cả mảng xương mù kịch liệt run rẩy, bị sóng xung kích cùng lửa thổi tạt đi, tạm thời chế tạo ra một mảng vành đai tầm nhìn không tính là chống trải. Lúc này, hắn rốt cuộc thấy rõ bóng dáng mọi người ở đây, cùng với hành động của mỗi người bọn họ lấy pháp trượng rơi xuống làm trung tâm, cách gần nhất là người chuột đầu váng mắt hoa, phía sau hắn chính là lão ti cơ chân dài, vết thương ống chân máu tươi đầm đìa không ngờ khỏi hẳn. Cô ấy đã dùng nửa ống sinh mệnh nguyên dịch cuối cùng. Thời khắc mấu chốt, vẫn là lão ti cơ đáng tin nha, nhưng cô ấy vì sao không mang súng trường. Ánh mắt trương nguyên thanh quét về phía nơi khác, một bên khác gậy trống, phương hướng sát mép quảng trường, là người đàn ông tóc húi cua khom lưng chuẩn bị nhặt mót. Đối ứng với hắn, là nữ vương bên ta, cô gái này cũng đang lén lút theo thanh âm hướng phía gậy trống rơi xuống mỏ mẫm người hai trận doanh nhìn nhau ngay sau đó cùng nhau lao về phía pháp trượng vì tranh đoạt pháp trượng hai bên đã đánh phọt cả óc rồi người chuột dẫn đầu ngồi dậy hướng quan nhã phía sau thổi ra kim độc quan nhã thân là thám báo sớm dự đoán được thao tác của đối phương nhanh chóng nghiêng người kim độc sát qua bên người nhưng đồng thời mất đi cơ hội chủ động đây là nguyên nhân cô không mang theo súng trường cận chiến nếu cầm súng trường cô có thể đã tránh được kim độc. Món đạo cụ đó có được tác dụng phụ làm người ta vận rủi quấn thân, mà súng ngắn bùng nổ trong tay Lý Thuần Phong cũng sẽ làm cô mất đi bình tĩnh. Người chuột nhanh nhẹn bò về phía pháp trượng, vừa vươn tay, hai cái vòng tròn đã đinh đinh đang đang đánh vào trên pháp trượng đen xì, đánh văng nó ra một khoảng cách thật dài, làm người chuột không thể nắm được. Bịch bịch bịch, người đàn ông tóc húi cua lao về phía pháp trượng, đồng thời búng ngón tay, thi triển ảo thuật, chế tạo ra ảo giác bản thân đứng ở tại chỗ cho kẻ địch. Ngay tại lúc hắn sắp tiếp xúc tới gậy trống, bên tai bỗng nhiên vang lên một tiếng trống nặng nề, xuyên thấu tâm linh. Thùng thùng thùng, tiếng trống trào dâng quanh quẩn, bên tai mọi người ở đây như bị đâm thủng, ý thức hỗn loạn, theo bản năng sinh ra sợ hãi, bối rối, sợ hãi các loại cảm xúc. Tiếng trống của loa vua mèo, đây thật ra là một món đạo cụ phụ trợ rất mạnh, nhưng Trương Nguyên Thanh rất ít sử dụng nó, bởi vì tiếng trống là công kích quần thể, hơn nữa chỉ có chủ nhân có thể miễn dịch, đồng đội cùng kẻ địch không ở hàng ngũ này thứ này dùng không tốt, có thể chính là bảo hộ kẻ địch, đánh đau đồng đội. Nhưng bây giờ không quản được nhiều như vậy, tinh thần gã tóc húi cua hoảng hốt một trận, theo bản năng muốn quỳ lại, muốn xoay người đào tẩu. Nhưng, tốt xấu gì cũng là huyễn thuật sư, đối với ảnh hưởng phương diện tinh thần có sức miễn dịch rất mạnh, nhanh chóng khôi phục, trong ít hầu phát ra tiếng thét chói tai. Tiếng thét chói tai lập tức đánh thức mọi người, lúc này, Trương Nguyên Thanh phi thân lao tới, hung ác lên gối lao về phía trong lòng người đàn ông tóc húi cua. Dầm, vị huyễn thuật sư này bay ngược đi, nện thật mạnh ở trên tường đất phía sau, đập cho bụi rào rào rơi xuống. Hắn ôm ngực, cuộn mình dưới đất, cũng không đứng lên được nữa. Trương Nguyên Thanh không kịp đánh thêm cái nữa, cũng không cúi người nhặt lên pháp trượt, bởi vì trong thị giác con mắt người quan sát giao cho hắn, Lý Hiển Tông đã lặng lẽ đến gần mình, cơ bắp phần chân căng lên, lực lượng từ trên cao mà xuống, chuyển đến mũi chân. chương 385, thắng bại 4, bốp, Cú đá cao hung ác đá ra hiệu quả âm thanh là tiếng nổ, thân thể Trương Nguyên Thanh ngửa ra sau, để công kích của đối phương thất bại. Đồng thời, thân thể bỏ qua quán tính ngửa ra sau, giống như không cần tụ lực, thế mà lại ở trong quá trình ngửa ra sau bắt đầu xoay tròn, cắt đến bên cạnh Lý Hiển Tông, lưỡi dao khát máu đâm về phía động mạch cổ. Dù là Lý Hiển Tông kinh nghiệm cận chiến phong phú, cũng chưa từng thấy thao tác như vậy, lập tức kéo xương sống, để thân thể hướng về phía trái ngược đổ đi, đồng thời hai chân nhảy lên hung hăng đạp về phía kẻ địch trong quá trình này trong con người lý hiển tông hiện lên hai hoa văn màu đỏ tươi đầu óc trương nguyên thanh chấn động ông một cái trống rỗng thấy thế khóe miệng lý hiển tông toát ra ý cười dữ tợn thân là đại sư võ thuật chiến đấu hắn đã nhìn thấy vận mệnh tiếp sau đây của nguyên thủy thiên tôn đột nhiên trương nguyên thanh đang ngây người quỷ dị lui về phía sau đã hiểm lại càng hiểm hơn tránh đi cú đạp mạnh bốp đầu gối lý hiển tông bắn đi một cú đạp từ bên cạnh trên không trung này đá vào không khí. Không có khả năng, Lý Hiền Tông khẽ biến sắc, sau đó cảm ứng được tiếng xé gió sau đầu. Quan nhã đến rồi, lão ti cơ lấy chân trái làm trục, đầu gối hơi cong, đùi phải bạo lực quật vào đầu Lý Hiền Tông. Trương Nguyên Thanh nghe thấy được tiếng rắc rõ ràng, Lý Hiển Tông đã gây cổ. Đầu của vị yêu mê hoặc này lấy góc độ quỷ dị cong gập, bay đi như bao cát. Nhìn thấy một màn này, Trương Nguyên Thanh và nữ vương vẻ mặt mừng như điên, một cước này của quan nhã hầu như đặt cục diện thắng lợi. Cốp cốp cốp, Trương Nguyên thanh sỏ dày khiêu vũ màu đỏ, lướt về phía Lý hiền Tông, ý đồ đánh thêm, hoàn toàn giải quyết đại địch này. Hắn chưa sử dụng chày phục ma tính hóa, một mặt là có giày khiêu vũ màu đỏ, một mặt khác chính là tê liệt Lý hiền Tông, sáng tạo cơ hội cho quan nhã. Người chuột cuống cả lên, nâng lên ống trúc, phốc phốc liên thanh, một hơi thổi ra sáu cây kim độc. Trương Nguyên Thanh ở dưới giày khiêu vũ màu đỏ thao túng, xoay tròn, nhảy nhót, linh hoạt tránh đi toàn bộ công kích. Lý Hiền Tông nghiêng đầu, hai mắt đỏ rực, ánh mắt hung ác mà tàn nhẫn, hai cánh tay chợt khép lại lại, sương mù nồng hậu ập tới, bao trùm thân thể hắn. Quan Nhã chạy như điên tiến lên đánh tiếp, phát hiện Lý Hiền Tông đã không ở chỗ cũ nữa. A, à, ở sâu trong sương mù dày đặc truyền đến một tiếng hét thảm. Không ổn rồi, Trương Nguyên Thanh lập tức ý thức được cái gì, thốt ra. Trong tuyệt cảnh, Lý Hiền Tông được ăn cả ngã về không, giết người đàn ông tóc húi cua yêu mê hoặc thấy máu cuồng bạo. Quả nhiên, chỉ có giết chóc mới có thể khiến tao sung sướng, chỉ có giết chóc mới có thể khiến tao trăm trận trăm thắng. Trong sương mù dày đặc truyền đến tiếng Lý Hiển Tông thở dài thỏa mãn. Gã này, khuôn mặt xinh đẹp của quan nhã hơi trầm xuống. Đột nhiên, cô phát hiện xương mù dày đặc phía trước dân trào, như có kẻ địch tới gần. Ngay sau đó, cú đấm thẳng nhanh mà mạnh lao về phía ngực. Quan nhã đã sớm lui về phía sau, hai cánh tay giao nhau ở ngực. Dầm, Cánh tay cô đau đớn, dưới chân lảo đảo lui về phía sau, suýt nữa ngã. Nguyên thủy, lực lượng của hắn khôi phục ít nhất 8 phần. Quan nhã quát một tiếng, cưỡng ép ổn định thân thể, đôi chân dài quét ngang về phía trước. Sương mù dày đặc kịch liệt run rẩy, không có cái gì cả. Ở bên cạnh gió mạnh ập tới, trong lòng quan nhã dùng mình, thu chân xoay người, đánh ra một cú đấm. Giác, nắm đấm đấu nắm đấm, cô nghe thấy tiếng xương ngón tay của mình gãy, đau nước mắt thiếu chút nữa toát ra dưới tình huống lực lượng cách xa kỹ xảo võ thuật chiến đấu cũng không thể khiến cô vãn hồi ưu thế hơn nữa sương mù dày đặc che phủ tầm mắt khiến cô ở trạng thái bất lợi chịu đòn không chút phần thắng ầm um, lúc này tiếng nổ đinh tai nhức óc chuyển đến trong sóng sung kích mang theo ngọn lửa đánh tan sương mù dày đặc khóe mắt quan nhã liếc thấy lý hiển tông đang hướng mình đánh lén dưới nguy cơ cô không lùi mà tiến nhưng người tránh đi mũi dao đâm tới hút vào trong lòng lý hiển tông nhưng chỉ hút cho vị yêu mê hoặc này thân thể nhoáng lên một cái, chưa thể đánh lui kẻ địch. Không ổn, thân là đại sư võ thuật chiến đấu, trong lòng quan nhã đột nhiên trầm xuống. Lý Hiền Tông cười một tiếng dữ tợn, cánh tay ghi chặt cổ quan nhã, dao gấp quét về phía cái cổ trắng trèo thon dài. Lý Hiền Tông, sắc mặt trương nguyên thanh chợt dữ tợn, khi dao gấp tới gần cái cổ trắng như tuyết, chợt khựng lại một lần, cổ tay Lý Hiền Tông bị một sợi roi nước cuốn lấy. Một đầu khác của sợi roi ở trong tay nữ vương. Tiếng nổ vừa rồi phá bỏ xương mù dày đặc phạm vi nhỏ, khiến cô thấy rõ tình huống bên này. chương 386, tháng 7 năm, Trương Nguyên thanh ấn xuống cái nút thứ hai của loa vô mèo, trong nháy mắt, tiếng kèn sona na trào dâng vang lên, từng tiếng thê lương, từng tiếng cao vút, xuyên thủng vàng đá. Con người Trương Nguyên thanh tràn đầy tơ máu, cơ bắp trong nháy mắt bành trướng một vòng, gân xanh dưới làn da giận giữ nổi lên từng sợi, như là bò tót tiêm thuốc kích thích. Tiếng kèn sona của loa vua mèo, làm hắn đang suy yếu không chịu nổi tạm thời trở về đỉnh phong. Tiếng kèn Sona hiệu quả xấu rất lớn, thuộc về chiêu số giết địch một ngàn tự tổn hại một ngàn, không đến sống chết trước mắt, hắn trước giờ không dùng, bởi vì rất có thể chưa giết chết kẻ địch, mình đã tàn trước. Cốp cốp cốp, hắn bước giày khiêu vũ màu đỏ, bùng nổ ra tốc độ trước nay chưa từng có, kéo ra từng tàn ảnh, lướt về phía Lý Hiển Tông, lưỡi dao lá liễu sắc bén đâm về phía huyệt thái dương đối phương. Cổ tay Lý Hiển Tông bị sợi roi cuốn lấy, lập tức mang quan nhã trong lòng dùng sức đẩy đẩy về phía trương nguyên thanh trương nguyên thanh quả nhiên thu đao đón lấy cô gái lý hiển tông thừa cơ tránh thoát roi hai chân bắn ra bổ nhào tới liều mạng với tao phải không đến đi đến đi trương nguyên thanh một quyền đánh bay lý hiển tông sau đó hắn kéo quan nhã bỏ chạy chạy về phía ngoài quảng trường may thoát nổi sao lý hiển tông nhẹ nhàng rơi xuống đất tổn hao gì cười lạnh đang định truy kích chợt nghe người chuột cả kinh kêu lên Lý Hiển Tông, có cái gì mang theo pháp trượng chạy rồi. Trong lòng Lý Hiển Tông cả kinh, lập tức bỏ qua truy kích, theo tiếng nhìn lại, cảm ứng xương mù dày đặc lưu động. Ở trong cảm giác của hắn, pháp trượng tự mình di động, một đầu vỉnh lên, một đầu kéo trên mặt đất, chuồn đi nhanh chóng. Linh thể, hắn hử lạnh một tiếng, vừa truy kích pháp trượng, vừa lấy ra hộp kim plastic hình tròn, rút ra một cây kim nhỏ màu đen. Cây kim nhỏ tản mát ra âm khí hung dữ, pháp trượng chạy trốn chợt cứng đờ, tiếp đó keng rơi xuống đất linh thể kia kéo nó tựa như bị dọa đi rồi một bên khác trương nguyên thanh lập tức phát hiện tiểu đậu bị sợ hãi sợ hãi sắp khóc ra lý hiền tông tên chó này quả nhiên chuẩn bị đạo cụ đối phó linh thể cường đại tâm lý may mắn cuối cùng của trương nguyên thanh biến mất càng thêm kiên định ý nghĩ chạy trốn hắn chạy trốn là thủ thuật che mắt mục đích trung tâm là thao túng tiểu đậu bị lấy đi gậy trống thử lý hiền tông có thủ đoạn nhằm vào linh thể hay không nếu đối phương là phô trương thanh thế vậy hắn không chút do dự sử dụng khăn voan đỏ. Rất đáng tiếc, trải qua giao thủ ở bệnh viện Bình Thái, Lý Hiền Tông sau khi kiến thức được cô dâu ma cường đại, âm thầm chuẩn bị đạo cụ khắc chế. Địch, chỉ có thể đánh cược một phen đạo cụ che giấu. Trương Nguyên Thanh mở hình thái thứ hai của giày khiêu vũ màu đỏ, sau khi hạ đạt mệnh lệnh đuổi giết Lý Hiền Tông, đầu cũng không quay lại kéo quan nhã lao ra khỏi quảng trường. Hai người chạy ra khỏi quảng trường, nữ vương theo sau đi ra theo, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ ra tuyệt vọng mơ hồ không tranh nữa sao, tranh như thế nào, lấy cái gì tranh, quan nhã cười thảm một tiếng. Cô sau đó nhìn về phía nguyên thủy cơ bắp cuồn cuộn, sắc mặt hồng hào, đây hiển nhiên là một loại thủ đoạn kích phát tiềm năng, không thể lâu dài, chờ hiệu quả rút lui, trạng thái của hắn chỉ sợ sẽ rất không ổn. Nữ vương cắn chặt môi, hai người đối thoại, bị ly ly nguyên thượng thảo cùng Lý Thuần Phong chạy tới nghe được, hào quang trong mắt nhanh chóng ảm đạm, lộ ra nét thê thảm. Trương Nguyên thanh khoát tay, cầm hết đi, nghe tôi nói, Lập tức mang theo hỏa đức tinh quân cùng cật ngẫu đi đường thủy trở lại nơi chúng ta bàn bạc chiến thuật nữ vương cô có thể mang nổi bọn tôi chứ nữ vương sắc mặt tiêu cực gật đầu ý của cậu là đánh du kích chiến lợi dụng không gian phó bản rộng lớn dây dưa với bọn họ lý thuần phong nhíu nhíu mày chiến thuật này thuộc loại dưới bước đường cùng dựa vào nơi hiểm yếu chống lại nhưng trước mắt cũng không có cách nào cả có thể sống bao lâu tính bấy lâu đừng nhiều lời lập tức hành động trương nguyên thanh nói hắn nhớ rõ Lý Hiển Tông có một đạo cụ có thể phóng thích nguyền rùa, dài khiêu vũ màu đỏ không dây dưa được quá lâu, bây giờ thời gian chính là sinh mệnh. Về phần đạo cụ che giấu tồn tại, hắn chưa nói cho đồng đội, bởi vì tạm thời không biết thuộc tính của đạo cụ, có đôi khi, đạo cụ quý hiếm cùng không nhất định có năng lực công kích mạnh mẽ. Nhớ đâu đạo cụ che giấu là loại vật phẩm có công năng đặc thù kia, vậy đồng đội đến lúc đó tâm tính sụp đổ hết, tâm tính đánh du kích chiến cũng không còn. Đúng vậy, nếu đạo cụ che giấu không thể ngăn cơn sóng dữ, hắn liền đánh du kích chiến với Lý Hiển Tông. Lúc này, Lily Ly Nguyên thượng thảo cõng lên hỏa sư, Lý Thuần Phong cõng lên cật ngẫu, một đám người tung mình nhảy xuống sông. Chương 387, thắng bại 6. Nước sông lạnh lẽo trong suốt, nữ vương ở dưới nước mạnh mẽ như cá, bốn dòng nước chảy xiết ở dưới sự khống chế của cô, đẩy đồng đội nhanh chóng tiến lên, hướng tới vị trí lúc tới đây bơi đi. Lý Hiển Tông cúi người nhặt gậy trống, đồng thời hai đầu gối quỳ xuống, hướng tới giày khiêu vũ màu đỏ quỷ gối. Trong nháy mắt, giày khiêu vũ mới tinh nhuộm lên một tầng cho bụi, tần suất công kích hạ xuống, lực đạp giảm xuống. Hắc, pháp trượng thế mà chỉ khắc chế nó, đây chính là đạo cụ có lực lượng giai đoạn thánh giả. Đôi giày khiêu vũ màu đỏ này chỉ sợ là món cực phẩm, chờ giết nguyên thủy thiên tôn, nó liền là của mình rồi. Lý Hiền Tông thu hồi ánh mắt nóng rực, chuyển sang xem xét tin tức pháp trượng. Tên, pháp trượng suy vong loại hình, vũ khí công năng, nguyền rủa Giới thiệu, vũ khí của cốc chủ độc cốc, cách mỗi 3 năm, cốc chủ sẽ giết hơn 1.000 sinh mệnh, hội tụ máu tươi bọn họ thành ao, dùng để nuôi dưỡng vũ khí này. Có một ngày, âm dương tán nhân nghe nói tội lỗi của cốc chủ, đi vào độc cốc, kết thúc một cuộc đời tội ác của hắn, cũng mang đi đạo cụ này. Ghi chú một, kích hoạt đá quý đỉnh chóp pháp trường, có thể phóng thích nguyền rủa đối với sinh vật trong phạm vi 50 m Ghi chú hai, có thể phát động nguyền rủa đối với mục tiêu thương tổn mình, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Ghi chú ba, khi ngươi sử dụng nó, ngươi liền nợ nó một ngàn sinh mệnh. Đạo cụ thật mạnh, có nó, đừng nói giai đoạn siêu phàm, cho dù là gặp được thánh giả cấp 5, mình cũng có thể dây dưa một chút, về phần phó bản giết chóc cỡ lớn, ngoài ta ra còn ai nữa, ta sẽ trở thành người đạt được điểm cao nhất trong phó bản. con ngươi Lý Hiển Tông co lại, nổi lên nét mừng như điên. Phó bản giết chóc cỡ lớn là tính điểm xếp hạng, hàng năm linh cảnh hành giả thuận lợi thăng cấp không ít, nhưng thật sự được chú ý là nhân vật đạt được 10 hạng đầu. Linh cảnh hành giả chen vào top 10, nhất định là kẻ mạnh trong cảnh giới thánh giả tương lai, tựa như tứ công tử của ngũ hành minh, bọn họ chính là nhân vật top 10. Mà như một ít chấp sự bình thường, là thánh giả ngoài danh sách. Nhưng, đạo cổ này trả giá rất khủng bố. Lý Hiền Tông thu liếm vui sướng, nhíu mày. Bắt đầu từ khi hắn sử dụng đạo cổ này, nhất định phải ở 3 năm sau, trả một ngàn mạng người, dưới tình huống có giá trị đạo đức hạn chế, một ngàn mạng người hao phí bao nhiêu giá trị đạo đức. Một vạn điểm, cho dù hắn bắt đầu từ bây giờ, không ngừng làm việc tốt, chỉ sợ cũng không tích lũy được nhiều giá trị đạo đức như vậy. Trước kỳ hạn 3 năm, tặng nó cho người khác, không, như vậy mà nói cũng quá đơn giản rồi, loại đạo cụ đẳng cấp cao này, sẽ không xuất hiện bác lớn như vậy. Người chuột bên cạnh cười quái dị hê hê, tao nói đúng chứ, đạo cụ này quả thực nghịch thiên. Lão đại, vừa rồi hai con đàn bà kia thật xinh đẹp, có thể nhẹ tay chân, để tao chơi một lát hay không? Người chuột nói, Vươn đầu lưỡi liếm liếm môi, trong đôi mắt nhỏ lóe ra dâm tà cùng thèm nhỏ rãi. Đạt được đạo của cực phẩm Lý Hiền tông tâm tình tốt, chịu đựng dày khiêu vũ màu đỏ dẫm đạp, nhếch miệng cười nói có thể. Mày muốn chơi đàn ông tao cũng không có ý kiến. Người chuột liền nói ngay, vậy chúng ta nhanh chóng đuổi theo đi, mấy thằng nhãi con này muốn đánh du kích với chúng ta, ha, nghĩ thật hay. Sau liên tục nổi lên hai lần để thở, Trương Nguyên thanh xuyên qua nước sông lơ lửng vật chất thật nhỏ, thấy phía trước xuất hiện một cái quan tài. Hắn lập tức vỗ bờ mông cong của nữ vương phía trước một cái, chỉ chỉ quan tài phía trước, ra hiệu quá khứ. Nữ vương ngoái đầu nhìn một cái, vẻ mặt hoang mang. Đoạn thủy vực này cô từng điều tra, thậm chí thổi ra bùn đáy sông xem qua, từ khi nào có thêm một cái quan tài? Cô một là không biết nhiệm vụ ẩn, hai là không biết kỹ năng tầm bảo của tiểu đậu bỉ, lúc ấy không biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vì sao phải điều tra vùng thủy vực này. Bây giờ cô bỗng nhiên có chút hiểu rồi, nhưng hắn là làm sao biết trước được? trong quan tài lại có cái gì? Nữ vương lắc vòng eo, linh hoạt tựa như cá, mang theo mọi người dừng ở trước quan tài. Cô chỉ chỉ đỉnh đầu, ra hiệu mọi người đi lên. Đám người trương nguyên thanh liền hoạt động tứ chi nổi lên, ở dưới dòng nước đẩy, nhẹ nhàng nhảy đến bên bờ. Trương nguyên thanh lảo đảo đứng, mặt không còn màu máu, vẻ mặt lộ ra một loại uể oải dầu hết đèn tắt. Liên tục chiến đấu cường độ cao, chay phục ma tính hóa, găng tay nổ tung, kèn sô na của loa vua mèo hầu như vắt cạn thể lực của hắn, chưa đột tử, ỉ hết vào sinh mệnh lực tràn đầy của thần dạ du. Vừa đứng vững, phía sau liền truyền đến tiếng ảo phun trào thật mạnh đẩy quan tài ra khỏi mặt nước, đẩy tới bên bờ. chương 388, chung kết 1, nữ vương sau đó nhảy ra, khác với quan nhã ướt súng, cả người cô không dính giọt nước nào. Đây là cái gì? Lý Thuần Phong đến bên quan tài, cẩn thận đánh giá, đây là một cái quan tài gỗ tiếp cận 2 mét, nước sơn màu đen loang lổ, ngâm nước nghiêm trọng, không có bất cứ đặc thù nào, bây giờ không phải thời điểm nhặt rác nhỉ chạy trốn quan trọng hơn ly ly nguyên thượng thảo thúc giục hắn sau đó nhìn đến lý thuần phong quan nhã và nữ vương đều ném ánh mắt về phía trương nguyên thanh một bộ dáng như có chút suy nghĩ trương nguyên thanh lúc này mới giọng điệu suy yếu mở miệng giải thích nhiệm vụ ẩn có thể lật ngược thế cờ hay không liền xem ra được cái gì nghe vậy bốn người ở đây vẻ mặt chấn động có loại mừng như điên tìm được đường sống trong chỗ chết hắn thế mà còn giấu một chiêu này nữ vương hít thở lập tức dồn dập hẳn lên mở ra nhìn xem lý thuần phong đã sốt ruột không chờ được đưa tay đi đẩy quan cái nhưng mặc kệ hắn phát lực như thế nào quan tài vẫn không mở ra vội vàng quay đầu nhìn về phía trương nguyên thanh không mở được làm sao bây giờ có thể là điều kiện còn chưa đạt thành nhiệm vụ ẩn là cái gì quan nhã cũng nhìn về phía trương nguyên thanh vẻ mặt có chút vội vàng trước mắt là thời điểm giành giật từng giây lý hiển tông có thể đuổi kịp bất cứ lúc nào một cái pháp trượng khiến trái tim mọi người toàn trường đột nhiên dừng đập trương nguyên thanh không chỉ hoãn thời gian từ trong ô vật phẩm lấy ra bạch ngọc hình tròn đặt ở trên nắp quan tài bạch ngọc tính chất bình thường phát ra một màn ánh sáng trắng nhu hòa bao trùm quan tài tiếp đó ngọc bội biến mất trương nguyên thanh vươn cái tay bởi vì thoát lực mà co rút đặt ở nắp quan tài thử một lần nắp quan tài dễ dàng đẩy ra ánh mắt mọi người vù một cái bắn về phía trong quan tài nắp quan tài thong thả trượt ra đầu tiên xuất hiện ở trong mắt mọi người, là một người đàn ông mặt đẹp như ngọc, đầu đội châm ngọc, để bộ dâu đẹp. Tuy dung mạo trẻ tuổi, nhưng cho người ta cảm giác uy nghiêm trang trọng, tuyệt đối không phải người trẻ tuổi chưa từng trải qua tang thương. Ngoài ra, người đàn ông trong quan tài, khiến người ta chú ý nhất là quần áo trên người, đây là một cái trường bào nền màu đen, vạt áo theo màu đỏ lửa, tay áo cùng ngực thì lấy chỉ bạc theo ra cuộn sóng. Mặc kệ là thẩm mỹ hay tính chất, đều không phải vật phàm. Trong lòng thi thể ôm một quyển sách đóng buộc chỉ, mặt bìa ngả vàng giòn tan, chữ viết thanh tú viết, giáp tử tu đạo lục sao. Giáp tử có hai nghĩa, hoặc là năm giáp tý hoặc thể hiện một chu kỳ 60 năm. Người này là, nữ vương nheo mắt, trong lòng có điều suy đoán, nhưng không dám xác định, nhìn về phía đồng đội. âm dương tán nhân, trương nguyên thanh không lấp lửng, gọn gàng dứt khoát đưa ra đáp án. Âm dương tán nhân, các đồng đội nhìn nhau, thật đúng là âm dương tán nhân, trong phương án vượt bản của chính phủ căn bản không đề cập, âm dương tán nhân chẳng lẽ không phải câu chuyện phiên bản bối cảnh sao? Lại nói, nguyên thủy rốt cuộc là kích hoạt nhiệm vụ ẩn khi nào, mình luôn đi theo hắn, hoàn toàn chưa phát giác được, đây là thiên tài liên tục vượt qua hai cái cấp S sao? Trong lòng nữ vương ngoài kinh ngạc, kính nể đối với nguyên thủy thiên tôn lại tăng lên một nấc nữa. Nhiệm vụ ẩn hẳn là khi đối phó mèo nguyền rủa phát hiện nhỉ, hắn từng nói muốn làm một cái thực nghiệm, chẳng qua hắn là làm sao phát hiện nhiệm vụ ẩn, Lý Thuần Phong tự xưng là thông minh, bác học, nhưng hắn tuy có thể phân tích ra nhiệm vụ ẩn có liên quan với mèo nguyền rùa, lại hoàn toàn không nghĩ ra Nguyên Thủy Thiên Tôn là kích hoạt nhiệm vụ ẩn như thế nào. Nguyên Thủy là làm sao phát hiện mèo nguyền rùa có thể kích hoạt nhiệm vụ ẩn. Hắn trước đó từng bảo nữ vương điều tra mảnh thủy vực này, lúc ấy đã biết quan tài sẽ xuất hiện ở chỗ này. Lúc ấy quan tài hẳn là trạng thái ẩn, sau khi giết chết Pháp Sư Tạ Ác, nó mới cập nhật xuất hiện, nhiệm vụ ẩn có liên quan với 6 nhân vật. Nguyên thủy rốt cuộc là kích hoạt nhiệm vụ ẩn như thế nào, không hợp lý, nghĩ như thế nào cũng không hợp lý. Quan nhã nghĩ nhiều hơn so với bất luận kẻ nào. Ly Ly Nguyên thượng thảo nói, đạo cụ lật ngược thế cờ ở đâu? Pháp bào này, Trương Nguyên thanh nâng âm dương tán nhân trong quan tài dậy, hô, đỡ hắn giúp tôi một phen, tôi muốn cởi áo choàng ra. Quan nhã lập tức tiến lên, không cho người khác nhúng tay. Trương Nguyên thanh lập tức giao âm dương tán nhân cho quan nhã, tự mình tay chân lanh lẹ lột quần áo xuống, trong quá trình này, trái tim hắn vẫn luôn treo lên. Không phải lo lắng Lý Hiển Tông đánh tới, mà là lo lắng âm dương tán nhân xác chết vùng dậy. Hắn bị lão mõ làm ra bóng ma tâm lý rồi. chương 389, chung kết 2. Rất nhanh, Trương Nguyên Thanh cởi đi pháp bào của âm dương tán nhân, nắm đạo cụ này ở trong tay. Lúc này, hắn mới chính thức thấy rõ toàn cảnh pháp bào này, màu lót đen xì, vạt áo theo màu đỏ lửa, ngực cùng tay áo theo vằn nước bằng chỉ bạc, sau lưng là một hình thái cực đen trắng. Vài giây sau, tin tức vật phẩm xuất hiện. Tên, pháp bào âm dương. Loại hình, trang phục, công năng, nước lửa, trận pháp. Giới thiệu, nó là pháp bào vì tồn tại trí cao vô thượng nào đó mặc lúc tế trời, dưới thiêu lửa, trên thiêu sóng, lưng cõng âm dương, tên viết pháp bào âm dương. Ghi chú một, nó là một món trong bộ lễ phục tế trời, ba món còn lại là giày, mũ, đai lưng. Nghe nói, tập hợp đủ bốn món của bộ đồ, có thể khám phá bí mật trường sinh. Ghi chú hai, mặc pháp bào, có thể khống chế nước lửa. Pháp bào này được thiên địa chính khí tẩm bổ, có thể chống đỡ dơ bẩn cùng nguyên rùa. Ghi chú ba, mở ra pháp bào, có thể hình thành trận pháp bao trùm phạm vi 30 mét. Trong lúc trận pháp mở ra, người ngoài không thể tiến vào, người làm phép cùng người bị nhốt không thể rời khỏi, thời gian có tác dụng 10 phút. Trong phạm vi trận pháp bao trùm, người thi trận sẽ hóa thành thủy hỏa song thân, bỏ qua công kích vật lý, trong 10 phút không giải trừ trận pháp, thân thể sẽ không thể nghịch chuyển. Ghi chú 4, xin khống chế khát vọng của mình đối với trường sinh, tính cách của ngươi, có thể sẽ có chút lặp lại, nhưng xin không cần lo lắng, nó sẽ chỉ ảnh hưởng ngươi 24 giờ. Trương Nguyên Thanh sướng sờ nhìn thuộc tính vật phẩm, trong đầu chỉ có một ý nghĩ, phát tài rồi. Đây là một món đạo cụ có năng lực hai nghề nghiệp hỏa sư cùng thủy quỷ, hơn nữa, còn là bộ trang bị chưa từng nghe nói. Một món pháp bào đã mạnh như thế, có một ngày tập hợp đủ bộ trang bị, chẳng phải là vô địch tùng hải, một quyền một cầu trưởng lão nhưng nó cũng có khuyết điểm, gặp đối thủ đặc biệt cường đại, đối thủ phòng ngự đặc biệt dày, mặt khác, đạo cụ này thiên về khắc thủy quỷ cùng hỏa sư à. Ừm, cái này không quan hệ, nếu công kích không đủ, mình có thể dùng đạo cụ khác thay thế. Trong đạo cụ này cất dấu bí mật trường sinh, âm dương tán nhân xây dựng chấn nhỏ này, bố cục chấn nhỏ ngầm hợp âm dương, đối ứng với hình thái cực của pháp bào, hắn đại khái là muốn bắt trước trận pháp trong pháp bào, bố trí một trận pháp lớn hơn nữa, ý đồ mượn nó trường sinh phen thao tác này nhìn không quá đáng tin nha, ạc, à, đúng, âm dương tán nhân lúc tuổi già, nhắm chừng đã bị đạo cụ trả giá ảnh hưởng quá nặng, muốn trường sinh muốn đến phát điên. Mặt khác, âm dương tán nhân trong quan tài, khiến Trương Nguyên Thanh cởi bỏ nghi hoặc trong lòng. Đó chính là hậu nhân của âm dương tán nhân, vì sao sẽ chết bởi pháp sư cùng mấy kẻ ô hợp. Bởi vì cô ấy căn bản chưa nắm giữ đạo cụ hùng mạnh này, pháp bảo âm dương luôn mặc ở trên người tổ tiên, pháp sư sau khi bắt được cô, chưa thể đạt được pháp bào cho nên mang sự giận dữ giết người vương lưu manh tham dự việc này là thèm sắc đẹp của hậu nhân âm dương tán nhân triệu viên ngoại cùng thợ rèn vương có nguyên nhân gì trương nguyên thanh không biết nữa đây là kịch tình của phía trận doanh tà ác chẳng qua đã không quan trọng nữa thế nào lý thuần phong sốt ruột không chờ nổi hỏi đạo cụ này công năng như thế nào có thể đối kháng lý hiển tông hay không nữ vương nhớ lại sự đáng sợ của pháp trược lòng còn sợ hãi nói chỉ cần có thể hơi chống lại, chúng ta liền có hy vọng lật ngược thế cờ. Chúng ta nhiều người, trận doanh tà ác chết chỉ còn hai tên. Nàng một vẻ mặt còn có ác chiến phải đánh, nhưng lại mang theo một tia mong chờ. Quan Nhã và Lily Ly li Nguyên Thượng Thảo nhìn Trương Nguyên Thanh, chờ đợi hắn đáp lại. Nếu không có gì bất ngờ, tôi hẳn là có thể đơn đấu Lý Hiển Tông, đợi lát nữa các người lui lại, đừng tới gần bên này, miễn cho bị nguyền rủa ảnh hưởng. Trương Nguyên Thanh tràn đầy tự tin, thật sao, thật sự có thể lật ngược thế cờ sao trên khuôn mặt trang điểm kiểu khói của nữ vương tràn ra nét mừng như điên. Trương Nguyên Thanh gật gật đầu, cho câu trả lời khẳng định. Đám người quan nhã đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, như chút được gánh nặng. Đúng rồi, trả lại đạo cụ của tôi cho tôi, các người có thể rút. Ở dưới sự thúc giục của Trương Nguyên Thanh, bốn người mang theo cật ngỗ cùng hỏa sư hôn mê bất tỉnh nhanh chóng rời đi, chạy về phía xa. Ánh mắt từ bóng dáng đồng đội thu hồi, Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quyển sổ kia trong quan tài. Giáp từ tu đạo lục, hắn cầm lấy quyển sổ, mở ra trang thứ nhất, đơn giản nhìn lướt qua, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc cùng kích động. Bên trên viết là lịch trình tu đạo của âm dương tán nhân. Thứ này rất quý giá nha, tin tức một cường giả cùng thời đại với lão mõ lưu lại, có thể hỗ trợ mình hiểu biết linh cảnh tốt hơn, hiểu biết một ít bí ẩn che giấu dưới hiện thực, trong lịch sử. chương 390, chung kết 3, ừm, bây giờ không phải lúc xem những thứ này, thử xem có thể thu vào ô vật phẩm hay không. Hắn tâm niệm khẽ động, quyển sổ trong tay biến mất, xuất hiện ở trong ô vuông của ô vật phẩm. Cũng đúng lúc này, vành tai Trương Nguyên Thanh khẽ động, nghe thấy được bước chân chạy như điên, thế tới cực nhanh. Hắn quay đầu nhìn, cuối con đường lát gạch xuất hiện hai cái bóng dáng, phân biệt là Lý Hiển Tông cầm trong tay pháp trượng đen xì, sì, người chuột lưng còng. Ở phía sau hai người, giày khiêu vũ màu đỏ vô tình đi theo, quật cường khởi sướng đuổi giết. Yêu mê hoặc có kỹ năng đánh dấu con mồi, một khi bị hắn đánh dấu, rất khó chạy thoát. Đây là nguyên nhân Lý Thuần Phong cho rằng đánh du kích chiến, chỉ là sống lâu thêm một lát mà thôi. Ở lúc Trương Nguyên Thanh nhìn thấy kẻ địch, Lý Hiển Tông cũng đã thấy hắn, lập tức đẩy nhanh bước chân chạy vội, đồng thời ở trong lòng tính toán khoảng cách, chỉ cần tới gần 50 thước, hắn liền lập tức thi triển nguyền rủa phạm vi lớn. Không cho đối phương bất cứ cơ hội nào, không để lại bất cứ tai họa ngầm nào. Lão đại, những kẻ kia không thấy đâu nữa, có thể có mai phục. Con mắt như hạt đậu của người chuột nhìn chung quanh,